Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2001. Giọng nói của Andre nghe như tiếng chuông, mang theo mấy phần giận dữ. Trương Đạo Linh, Tiêu Chính Văn nghe thấy lời này thì không khỏi bật cười lắc đầu nói, Trương Đạo Linh thì có gì ghê gớm, ở trước mặt tôi thì cũng chỉ là đám tạp nham mà thôi. Hơn nữa, ông là cường giả cảnh giới thiên thần, ông ta ở cảnh giới thiên vương. Lẽ nào một cường giả ở cảnh giới thiên thần như ông trước nay chưa từng giao đấu với người ở cùng cảnh giới với mình sao? Tiêu Chính Văn nói xong, hơi thở khắp người lập tức dâng lên, nhảy vọt lên cảnh giới thiên vương cấp long năm sao. Thế nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đây, hơi thở của Tiêu Chính Văn vẫn đang không ngừng tăng lên. Thấy hơi thở của Tiêu Chính Văn đột nhiên phát sinh biến hóa khôn lường, Andre không khỏi ngơ ngác. Hơn nữa hơi thở của Tiêu Chính Văn còn đang không ngừng tăng cao. Thậm chí đã đạt đến xu thế của cảnh giới thiên thần. Chàng trai trẻ Hoa Quốc, xem ra hôm nay không giết cậu thì sau này cậu nhất định sẽ trở thành mối họa lớn. Biểu cảm của Andre đột nhiên cứng đờ, một làn sóng khí vô cùng mạnh dâng từ đáy biển lên trên tầng mây, áp lực vô cùng lớn của cường giả cảnh giới thiên thần lập tức bao trùm tất cả. Trong lúc giơ tay, hố đen lớn đó đột nhiên chuyển động lên trên với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng Andre đã không còn muốn đợi tiếp nữa mà muốn chủ động ra tay luôn rồi. Ông muốn đánh thì đánh thôi. Tiêu Chính Văn nhảy ra một bước, rời khỏi du thuyền, oai phong lẫm liệt đứng bên trên mặt biển. Dưới chân chính là trung tâm của hố đen. Ngay lúc này, ba chiếc chiến hạm treo quốc kỳ Vi Hào xuất hiện trên biển đang chạy về phía du thuyền với tốc độ cực nhanh. Nhưng tàu chiến chưa đến gần du thuyền, một lực hút cực mạnh đã hút ba chiếc chiến hạm này vào tâm xoáy nước. Chỉ trong thoáng chốc, ba chiếc chiến hạm đã biến thành ba cái bánh sắt. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều trợn to mắt. Phải biết rằng, lúc này Tiêu Chính Văn đang đứng chính giữa hố đen. Ngay cả chiến hạm cũng bị vỡ tan tành trong tức khắc, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề hấn gì. Người bình thường có thể không thể hiểu được tại sao Tiêu Chính Văn có thể cầm cự được với lực hút mạnh như thế. Nhưng không chỉ có hố đen mà trên đỉnh đầu còn có cơn sóng cực cao đồng thời đang ập đến phía Tiêu Chính Văn. Chương 2002. Như thể hai luồng sức mạnh này sắp ép Tiêu Chính Văn thành ổ bánh mì nhân thịt. Cùng lúc đó, Andre cầm một cái kích ba xiên lao đến giết Tiêu Chính Văn. Giữa những động tác của Andre dường như cả đất trời đều chuyển động theo ông ta. Chỉ riêng lúc tiến ra một bước. Mọi người có thể thấy không khí xung quanh đều chuyển động theo Andre như có thực thể. Cái kích dài của ông ta đâm tới, không khí phát ra tiếng vang lớn như tiếng sấm sét. Thấy cái kích dài của Andre sắp đâm về phía mình, Tiêu Chính Văn vẫn không hề động đậy. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Andre. Sao người Hoa Quốc kia không động đậy xíu nào hết thế? Chẳng lẽ sợ ngu người rồi à? Tôi nghĩ cậu ta đã buông bỏ rồi. Chạy lên mặt biển chẳng qua là để không liên lụy đến đồng bọn thôi. Nghe người xung quanh bàn tán, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ và Cửu Viễn Hàng. Hừ, bây giờ mới biết không liên lụy đến đồng bọn có phải quá muộn rồi không? Làm thế sớm hơn có phải được rồi không? Một người đàn ông da trắng mặt mày u ám nói. Rõ ràng chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, Andre sẽ giết luôn hai người Tần Vũ. Cái kích dài của Andre đâm đến chỗ Tiêu Chính Văn, dường như dưới chân anh xuất hiện thêm một vực trời sâu thăm thẳm. Mà chính giữa là hố đen hình tròn đó. Đây mới là tuyệt chiêu trong đòn tấn công này của Andre. Tiêu Chính Văn không thể né được vực trời đó, còn hố đen kia chỉ kéo Tiêu Chính Văn vào vực trời. Andre chỉ cần phá bỏ trận pháp thì Tiêu Chính Văn sẽ bị nhốt vào trong vực trời mãi mãi. Bất kể là sống hay chết. Tiêu Chính Văn sẽ biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Nhưng ngay khi cái kích của Andre sắp đâm vào ngực Tiêu Chính Văn, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ một tay ra, sau đó chuẩn xác chỉ tay vào cái kích. Mặc dù chỉ là một cái chỉ tay nhẹ nhàng nhưng không khí xung quanh Tiêu Chính Văn dâng lên một đợt sóng lăn tăn. Thấy cảnh tượng này Andre không khỏi kinh ngạc. Đây là thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần. Hơn nữa trong người Tiêu Chính Văn như có một luồng sức mạnh bí ẩn đang hấp thụ sức sống của động vật dưới nước. Lực chỉ tay của Tiêu Chính Văn va chạm vào cái kích dài của Andre, sau đó phát ra tiếng động cực lớn như tiếng sấm vang. Đám người Tần Vũ nhanh chân bước đến mũi tàu, căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 2003. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cường giả cảnh giới thiên thần đánh nhau. Cảnh giới thiên thần là cảnh giới được ví như một người giết cả đất nước. Hung hãn, mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng cuộc đọ sức của hai người họ lại rất chuẩn xác về mặt khống chế sức mạnh, như thể không làm ảnh hưởng đến bất kỳ một ai. Thậm chí ngay cả động vật dưới biển cũng không bị sức mạnh này làm tổn thương. Lẽ nào đây chính là cường giả cảnh giới thiên thần? Mỗi một luồng khí đều được khống chế chuẩn xác đến cực điểm, mỗi một đòn tấn công đều có thể dịch chuyển theo ý của mình. Nhưng sau đó một luồng sức mạnh như rời núi lấp biển lập tức ập đến chỗ Tiêu Chính Văn. Đó không phải là uy lực mà là đại dương. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi bản lĩnh của Andre. Ngay cả Tần Vũ cũng phải thầm thán phục, đừng nói là mấy chiến hạm, dù chỉ một hạm đội thôi cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc dưới thế tấn công hung hãn của Andre. Lúc này Tần Vũ mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Thảo nào từ xa xưa đã có tin đồn rằng những ai dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ như một con kiến. So với cường giả cảnh giới thiên thần, cuộc đọ sức giữa cảnh giới thiên vương quả thật cứ như trò chơi của trẻ con. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở chính giữa vòng xoáy nước vẫn rất bình tĩnh, thậm chí cơn sóng khổng lồ đang ập xuống trên đỉnh đầu cũng không thể khiến Tiêu Chính Văn ngước mắt lên nhìn. Đây là bình tĩnh, tự tin đến mức nào chứ? Trong không trung, cơn sóng khổng lồ ập xuống, mọi người không khỏi đồng loạt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cơn sóng đó như đồi núi cao mang theo tiếng sóng cuồn cuộn ập xuống trong tích tắc. Ầm ầm, sau mấy tiếng động lớn, cơn sóng lớn ập xuống. Tiêu Chính Văn vẫn bình an vô sự, không hề tổn hại gì đứng ở đó. Chỉ là trước mặt anh xuất hiện thêm một màn sáng màu vàng. Còn cơn sóng lớn đó lại biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cảnh tượng này, tay nắm chặt cái kích của Andre cũng không khỏi run rẩy. Đó là trận pháp sở trường của ông ta, còn cơn sóng lớn ập xuống trong không trung đó có sức lực cực kỳ mạnh. Đừng nói là Tiêu Chính Văn. Dù có một tàu sân bay cũng sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Chuyện này không thể nào. Andre nghiến răng, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Chút trò vặt vãnh này mà cũng muốn đánh bại tôi à? Andre, có phải ông ngây thơ quá rồi không? Chương 2004. Tiêu Chính Văn không hề bị thương, thậm chí trên người không dính một giọt nước. Lúc này Andre đã hiểu. Xem ra muốn dựa vào trận pháp lẳng lặng giết Tiêu Chính Văn là chuyện không thể nào. Cách duy nhất là đánh tay không ở khoảng cách gần với Tiêu Chính Văn. Nghĩ thế Andre nở nụ cười nham hiểm, chàng trai, cậu khá lắm nhưng dù cậu cũng là cảnh giới thiên thần thì tiếc là cậu vừa đột phá cảnh giới mà thôi, cảnh giới của cậu vẫn chưa vững chắc. Nhưng cậu có thể chết dưới cái kích dài của tôi cũng xem như vinh hạnh của cậu rồi. Dứt lời. Andre chậm rãi cởi áo dài bên ngoài để lộ làn da màu đồng và cơ bắp vô cùng rắn chắc. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, 70 năm trước tôi từng giết cá kình trên vùng biển này. Thứ cường giả cảnh giới thiên thần mạnh nhất không phải là trận pháp mà là thể xác. Thể xác cậu chưa từng trải qua tôi luyện nên cậu vẫn chỉ là một đứa nít danh trong hàng cường giả cảnh giới thiên thần thôi. Thật ra cường giả cảnh giới thiên thần nào cũng có thể giết được cá kình. Nhưng điểm khác biệt ở đây là Andre lôi con cá kình đó đi ngược dòng hải lưu trôi đến Bắc Cực. Có thể thấy được sự nguy hiểm trong đó. Dù là một con tàu lớn cũng sẽ bị nước biển và núi băng ở dọc đường đánh vỡ. Nhưng Andre lại không hề bị chút thương tích nào, đủ để thấy thể xác của Andre rắn chắc và mạnh mẽ đến cỡ nào. Ông ta vung tay lên ném áo dài lên bong tàu, Andre bước ra lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Đồng thời vung nắm đấm lên đánh tới. Vù, uy lực của nắm đấm đó không thua kém gì xoáy nước trên mặt nước lúc nãy. Thậm chí có không ít người suýt thì bị sức gió đó đẩy thẳng xuống biển. Tiêu Chính Văn thấy Andre giơ nắm đấm tấn công, cũng vung nắm đấm lên. Hai nắm đấm va chạm vào nhau phát ra tiếng ầm kinh thiên động địa. Chỉ đợt sóng lực sót lại cũng đã tách mặt biển ra làm đôi. Chương 2005. Cùng lúc hai nắm đấm va chạm với nhau, Tiêu Chính Văn và Andre gần như cùng lùi lại một bước. Lực va chạm cực lớn đến nỗi vài giây sau vẫn còn đang lan ra xung quanh. Nước biển bị cuốn lên cao mấy chục mét. Andre siết chặt nắm đấm, lúc nãy ông ta thế mà lại cảm thấy đau nhói. Từ sau khi đạt đến cảnh giới thiên thần,
Andre không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng cảm thấy đau. Nhưng đòn tấn công vừa rồi Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta cảm thấy đau đớn. Mặc dù hai người đều phát huy thực lực vượt khỏi cực hạn của con người, nhưng suy cho cùng Tiêu Chính Văn chỉ là một thanh niên vừa đột phá cảnh giới thiên thần mà thôi. Sao cậu ta lại mạnh đến thế? Andre hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng không dễ chịu gì, cú đấm vừa rồi cũng tạo cho anh sức công kích cực mạnh. Đây có lẽ là cú đấm mạnh nhất kể từ khi anh chào đời đến nay. Nếu không phải cơ thể Tiêu Chính Văn đã trải qua thử thách của Lôi Hải thì bất kể thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thể đỡ được cú đấm đó. Thật ra cơ thể đã trải qua tôi luyện của Lôi Hải Côn Luân mạnh hơn Andre rất nhiều lần. Chỉ là Tiêu Chính Văn vừa đột phá, không thể phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Chàng trai, cậu cũng khá lắm, thảo nào cậu dám khiêu khích với gia tộc Kai. Cậu khiến tôi thấy kinh ngạc lắm đấy. Andre lạnh lùng nói. Vừa dứt lời đòn tấn công thứ hai của ông ta ập đến như một cái bóng. Đòn tấn công này khiến cả mặt nước biến gần như bị gió mạnh thổi thấp xuống mấy chục mét tạo thành một xoáy nước hình tròn. Thậm chí điểm tối dưới mặt biển đều đang đứt gãy. Ít nhất động vật dưới nước mấy trăm mét gần như đều chết. Một vũng máu trôi nổi trên mặt nước. Ngay cả không trung cũng xuất hiện từng vết rạn. Thấy cảnh tượng này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Có thể nói cú đấm này của Andre có tác dụng tương đương với một loại võ thuật truyền thống của Hoa Quốc. Nhìn bên ngoài thì cứ đánh qua đánh lại nhưng thật ra bên trong có bí ẩn. Lẽ nào đây chính là thần lực của cường giả cảnh giới thiên thần sao? Tần Vũ không khỏi than thở. Mọi người xung quanh cũng thốt lên từng tiếng kinh ngạc. Cú đấm này đừng nói là người, dù là xe tăng, chiến hạm cũng không đỡ nổi. Chương 2006. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh giơ cánh tay lên, sau đó ra nắm đấm đỡ đòn. Hừ, cậu vẫn còn quá non trẻ, đòn tấn công này, cậu đỡ được à? Andre cười khẩy, ánh mắt hiện lên tia sát khí mãnh liệt. Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám chính diện đỡ đòn thì ông ta có thể chắc chắn giết chết Tiêu Chính Văn không còn một manh giáp. Lúc này trong không trung xuất hiện từng vết nứt, uy lực đã đạt đến cực hạn. Thấy Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm đánh tới, Andre không khỏi thầm cười nhạo. Đây chính là sự cách biệt về kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cũng rất quan trọng với cường giả cảnh giới thiên thần. Uy lực cú đấm này của Andre thì dù là cường giả cảnh giới thiên thần cùng thời với ông ta cũng không ai dám cứng rắn đỡ đòn chính diện thế này. Dù là cùng cấp bậc cũng sẽ bị thương nặng. Trước đó Andre từng đánh bại một cường giả cảnh giới thiên thần ở đế quốc thứ ba với cú đấm này, mới làm cho Âu Lục giành chiến thắng trận chiến đó. Lúc đó Andre mới vừa đột phá cảnh giới thiên thần chưa đến 10 năm. Bây giờ Andre đã được xem như là một cường giả cảnh giới thiên thần lão làng. Đòn tấn công này so với năm đó không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Thế nên đòn tấn công có vẻ đơn giản nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều sát chiêu. Ông lão đứng trên bong tàu nhìn Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm nghênh đón sát chiêu của Andre thì thầm cười nhạo. Đây chính là sự cách biệt về kinh nghiệm. Thường thì cao thủ dưới cảnh giới thiên thần sẽ không ra đòn sát chiêu khi vừa mới ra tay. Thông thường đều sẽ giao đấu với nhau trong một khoảng thời gian rồi sau đó đột ngột đánh sát chiêu ra khi thể lực hai bên đã sắp cạn kiệt. Nhưng cảnh giới thiên thần thì khác, thường sẽ giơ tay lên là ra sát chiêu. Dù sao thể lực của cường giả cảnh giới thiên thần vượt xa cảnh giới thiên vương, nếu hai bên đánh nhau đến lúc sức lực cạn kiệt thì e là đánh đến 30 năm vẫn chưa kết thúc. Thế nên một chiêu khống chế kẻ thù mới là tình trạng bình thường của cường giả cảnh giới thiên thần. Hai. Suy cho cùng vẫn còn quá trẻ. Ông lão khẽ lắc đầu thở dài. Nhưng cú đấm này vừa tới, khoảnh khắc sắp chạm vào nắm đấm của Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn bỗng chuyển sang dùng trường ấn thẳng vào nắm đấm của Andre. Hả, Andre hơi khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn, lẽ nào sự thay đổi nho nhỏ này cũng giấu bí ẩn gì trong đó sao? Bốp, khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm vào nhau, đầu tiên là vang lên một tiếng rõ to. Sau đó là âm thanh như tiếng sấm. Chương 2007. Tiếng nổ cực lớn như một quả hạt nhân nổ trên mặt nước biển. Cả mặt biển bỗng chốc sôi lên, thậm chí có thể thấy nước biển không ngừng nổi lên bọt nước, rất nhiều loài cá đều bị nấu chín bởi nước biển sôi sùng sục, sau đó trôi dạt trên mặt biển.
một luồng sáng cực kỳ chói mắt khiến mọi người vội lấy tay che mắt lại. Mãi đến nửa phút sau, ánh sáng mới dần biến mất. Khi tất cả mọi người mở mắt ra rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Andre, người gia tộc Kai đều nở nụ cười vui mừng khi mở mắt ra. Không ai có thể thoát khỏi cú đấm mạnh mẽ như thế của Andre. E là lúc này cơ thể của Tiêu Chính Văn đã biến thành bột hết rồi. Nhưng khi mọi người nhìn rõ cảnh tượng trước mặt đều đồng loạt ớn lạnh. Chuyện này không phải thật, ông lão tóc bạc Vịn Lan Can kinh ngạc nói. Ngay cả những người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy trong đại dương Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mặt biển cách đó mấy trăm mét, lúc này mái tóc dài của Andre xõa tung, trước ngực là vết thương đang chảy máu ròng ròng. Hơn nữa trên tóc, trên lông mày xuất hiện không ít vết máu. Ngay cả chính Andre cũng không dám tin mọi chuyện lại là thật. Vừa rồi khi đụng phải lòng bàn tay Tiêu Chính Văn, Andre cũng mơ hồ cảm nhận được chút khác thường. Nhưng khiến ông ta không ngờ là bàn tay của Tiêu Chính Văn không hề dùng sức nhưng chỉ chạm nhẹ một cái đã tan nát. Nói chính xác là dùng lực của cú chưởng để kéo nắm đấm của Andre về phía Tiêu Chính Văn. Andre vừa thầm cảm thấy vui mừng thì lòng bàn tay Tiêu Chính Văn bỗng trượt xuống dưới, sau đó kéo nắm đấm của Andre giơ mạnh lên trên. Andre chỉ cảm thấy cánh tay mình như không còn nghe lời mình nữa, đập một cú vào ngực mình. Ánh sáng trắng đó chính là thứ đã phát ra lúc Andre đấm mạnh một cú vào ngực mình. Có thể nói đòn tấn công này của ông ta không hề do dự đánh vào trên người mình. Mẹ kiếp, đến lúc này Andre cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra đây chính là thái cực một trong số võ thuật của Hoa Quốc. Dùng bốn lượng đẩy nghìn cân, uy lực đòn tấn công của Andre càng mạnh thì ông ta sẽ bị thương càng nặng. Ngay cả vết thương trước ngực của ông ta cũng là do sức mạnh đòn tấn công của ông ta gây ra. Chuyện này sao có thể? Sao đòn tấn công của mình lại đánh lên người mình chứ? Sau khi hoàn hồn lại, Andre lắc mạnh đầu. Không có gì là không thể cả, trong các kỹ năng võ thuật Hoa Quốc có một chiêu gọi là bốn lượng đẩy nghìn cân, người Âu Lục các ông không bao giờ có thể biết được chiêu này. Chương 2008. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Andre siết chặt nắm đấm, hai mắt gần như phun ra lửa. Nếu nói đây là thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần thì ông đúng là làm mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi bước đến chỗ Andre. Cậu, chết tiệt, từ sau khi đột phá cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên dám nói ông ta làm mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Lúc này hai mắt Andre tràn đầy lửa giận, sát khí mãnh liệt. Ai chết vẫn chưa biết được đâu. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó cả người dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến mất trong không khí dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ngay cả Andre cũng hoảng hốt giật mình. Ngay lúc Andre đang tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt Andre, giơ tay tung một cú đấm mạnh. Andre chợt giật mình, nhanh chóng tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Hơi thở trên người cường giả cảnh giới thiên thần bùng nổ trong nháy mắt, trong vòng mấy cây số trên mặt biển cũng nổi lên một trận sóng lớn. Hơi thở chết chóc xông thẳng lên trời. Nhưng sau một giây, cú đấm của Andre và Tiêu Chính Văn đã va chạm vào nhau. Lúc nắm đấm như có thể giết được mọi thứ trong tích tắc của Andre va chạm với quả đấm của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi. Thậm chí từ cánh tay của Andre cũng truyền đến tiếng gãy xương. Rắc rắc, một tay Andre đỡ lấy cánh tay, điên cuồng lùi về sau, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Không thể nào, Andre nghiến răng nghiến lợi nói. Mình lại không thể thắng Tiêu Chính Văn ư. Tôi nói rồi, ai chết còn chưa biết được. Tiêu Chính Văn vừa nói, lại lần nữa giơ cú đấm về phía Andre. Ngay tại giờ phút này, hơi thở của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bộc phát hết. Uy lực mạnh mẽ của cảnh giới thiên thần. Ngay cả những sinh vật dưới đáy biển cũng sợ chạy tán loạn tìm nơi ẩn trốn. Vào giờ phút này, Andre đâu còn cơ hội để trả đũa nữa. Chương 2009. Thậm chí còn không đủ dũng khí để đỡ đòn của Tiêu Chính Văn. Những cú đấm của Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh vào người Andre, khiến ông ta hộc máu tung tóe. Cậu thanh niên,
cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Giọng nói của Andre vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã tát thẳng một bạt tai vào mặt Andre. Một tiếng bốp vang lên, cả người Andre lại lần nữa bay thẳng ra ngoài. Còn chưa đợi cơ thể của Andre ngã xuống, Tiêu Chính Văn đã lập tức tiến lên một bước, trong nháy mắt, thân hình anh đã xuất hiện trước mặt Andre, rồi lại vung tay tát thêm một cú nữa. Cơ thể Andre còn chưa kịp rơi xuống biển, đã bị bay sang một hướng khác. Liên tiếp mấy lần, tất cả mọi người trên thuyền đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Đó còn là cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục sao? Còn là Andre xứng danh sứ giả hòa bình của Âu Lục không? Bốp, lại là một cú tát giáng vào mặt Andre, Andre lao thẳng xuống biển với một tiếng tõm, trên mặt nước nổi lên vài đợt sóng đẫm máu. Phục chưa, Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn về phía đáy biển. Mấy giây sau, Andre lại lần nữa ngoi lên mặt nước, nhưng còn chưa đợi ông ta đứng vững, Tiêu Chính Văn lại tát một bạt tai. Tõm, Andre lại lần nữa bị đánh xuống đáy biển. A, à, thằng danh Hoa Quốc, cậu dám sỉ nhục tôi. Gương mặt của Andre sớm đã sưng vù như cái bánh bao, bị Tiêu Chính Văn liên tiếp đánh xuống đáy biển, sự sỉ nhục này còn khó chịu hơn là giết chết ông ta. Nhưng mỗi cú đấm, mỗi cái tát của Tiêu Chính Văn đều mang một sức mạnh trận pháp quỷ dị, Andre hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Đều là trận pháp, nhưng trận pháp mà Tiêu Chính Văn sử dụng thực sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không sử dụng từ trường của giới tự nhiên, nhưng lại có thể khiến toàn bộ từ trường của giới tự nhiên chuyển động theo. Sỉ nhục ông, hừ, một tay Tiêu Chính Văn chắp sau lưng, lạnh lùng nói, sỉ nhục ông thì đã sao? Không phải gia tộc cai của ông cũng đang sỉ nhục Hoa Quốc à? Thanh kiếm Tần Vương là thứ các ông có thể tùy tiện đưa ra bán đấu giá sao? Uy danh quốc gia của Hoa Quốc là thứ các ông có thể tùy ý trà đạp ư? Đừng nói là gia tộc nhỏ như cai, cho dù là cả Âu Lục, hay cả Mỹ Lục, có ai dám? Âm thanh của Tiêu Chính Văn như tiếng sấm. Vang vọng khắp cả vùng biển hồi lâu. Chương 2010. Lúc này, Oma sững sờ, ông lão tóc trắng sững sờ, toàn bộ người của gia tộc Kai đều sững sờ. Những cao thủ cảnh giới thiên vương vừa rồi còn háo hức muốn thử gây bất lợi với Tần Vũ và Cửu Viễn Hàng, bây giờ lại càng ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Ngay cả Andre người mà mọi người kính nể ở Âu Lục cũng đã bị đánh bại, mấy người bọn họ có thể làm gì chứ? Ra tay sao, thế thì sẽ bị Tiêu Chính Văn đánh thành bùn nát mất. Tiêu Chính Văn vung tay lên mà không hề báo trước, lại là một bạt tai giáng vào mặt Andre. Mặc dù cú tát này không mạnh lắm, Andre cũng không bị đánh xuống đáy biển, nhưng cú tát này thật sự là một sự sỉ nhục đối với Andre. Hơn nữa lại sỉ nhục gia tộc Kai ở trước mặt mọi người. Thằng danh con, tôi phải giết chết cậu. Cho dù phải bắt toàn bộ người ở bờ biển Lam Huệ của Hoa Quốc chết chung, cho dù phải chịu sự trừng phạt, tôi cũng phải lấy mạng cậu. Khuôn mặt Andre tức giận đến mức méo mó biến dạng, hai mắt gần như bùng cháy. Răng ông ta nghiến chặt kêu lên cót két, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Kích đâu, Andre vươn tay, cây kích dài nhanh chóng bay đến chỗ Andre từ trên chiếc thuyền. Cầm cây kích dài trong tay. Toàn thân Andre tỏa ra sát khí, ngay cả ánh mặt trời, cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Lúc này, trong lòng ông ta chỉ muốn giết người, chỉ muốn dùng máu tươi của vô số người để rửa trôi sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn mang đến cho ông ta. Cho dù trước kia ông ta từng nghênh chiến với một cường giả cảnh giới chiến thần đã nổi danh hơn 10 năm, thì cũng chưa từng chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Cầm cây kích dài trong tay, Andre như biến thành một con người khác. Mái tóc dài bạc màu không gió mà bay, hơn nữa, một tia sáng chói lọi hướng thẳng lên trời. Không hay rồi, Tần Vũ không khỏi hoảng sợ. Mục tiêu của Andre không phải là Tiêu Chính Văn, mà là hướng mũi kích lao thẳng qua bờ biển của Hoa Quốc. Chỉ cần ông ta vung cây kích ra, bờ biển Lam Huệ của Hoa Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây dù sao cũng là đòn đánh mang theo cơn giận ngút trời của cường giả cảnh giới thiên thần, tới lúc đó sẽ gây ra bao nhiêu thương vong. E rằng không ai có thể lường trước được. Chương 2011. Danh con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho thành phố ven biển của Hoa Quốc máu chảy thành sông. Andre cầm cây kích dài trong tay, giọng lạnh lùng uy hiếp nói. Ồ, chẳng lẽ ông không sợ bị trừng phạt sao? Cường giả cảnh giới thiên thần, không được can thiệp vào giới thế tục.
ông to gan tạo nghiệp sát sinh, e rằng ngay cả gia tộc Cai cũng không giữ được ông. Tiêu Chính Văn nheo mắt lại lạnh lùng nói. Ha ha, Andre nghe vậy, ngửa mặt cười phá lên. Chết thì đã sao chứ, tôi đã sống 200 tuổi, sống chết từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hôm nay, tôi phải chút cơn giận này. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng phải bắt cậu quỳ xuống trước mặt tôi. Andre cười khẩy nói với giọng uy hiếp. Tần Vũ nhìn cảnh tượng này cũng hoảng sợ không kém. Nhìn sắc mặt của Andre, ông ta tuyệt đối không nói đùa. Nếu như Tiêu Chính Văn không làm theo lời ông ta, rất có thể Andre thực sự sẽ không màng đến sống chết, cũng phải khiến cho Hoa Quốc máu chảy thành sông. Danh con, sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn. Giọng điệu lạnh lùng của Andre thúc giục. Ông đang uy hiếp tôi sao? Thật ngại quá, có lẽ phải khiến ông thất vọng rồi, chưa từng có ai có thể uy hiếp được tôi, ông cũng không. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng lắc ngón tay. Cây kích này của tôi mà vung ra, ít nhất có thể chém chết 1 triệu người dân Hoa Quốc. Andre tức giận hét lên. Ôi, lần này sợ rằng toang thật rồi. Tần Vũ lơ đễnh nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cho dù anh có cúi đầu hay không, cũng không phải là kết quả mà Tần Vũ muốn thấy. Nếu ông dám động đến một sợi tóc của người dân Hoa Quốc, thì tôi sẽ bắt cả nước Âu Lục chết chung. Ông dám giết người của Hoa Quốc, tôi sẽ biến toàn bộ Âu Lục trở thành vùng cấm của người và động vật. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hét lên. Cái gì? Andre nghe thấy những lời này, ánh sáng phát ra từ cây kích dài trong tay càng thêm rực rỡ. Lạnh lùng nói, danh con, cậu thật sự cho rằng cả Âu Lục chỉ có tôi là cường giả cảnh giới thiên thần sao? Đừng nói là cậu. Cho dù là Lục Tôn Hạo Thiên cũng chưa chắc dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Nếu ông không tin thì có thể thử xem. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh lùng khác thường, sát khí gần như khiến nước biển gần đó sôi trào cả lên. Chương 2012. Hay, hay lắm, thằng danh Hoa Quốc, nếu cậu đã dám cao ngạo như thế thì tôi sẽ khiến vùng biển Hoa Quốc của cậu máu chảy thành sông. Andre cầm cái kích dài, sau đó chỉ thẳng về phía Hoa Quốc. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt càng lúc càng sáng ở phía trước kích dài. Đó là sát khí như đã có thực thể, đồng thời sau khi tăng thêm biên độ, những nơi nó đi qua thì chắc chắn có thứ phải chết. Cậu Tiêu, cẩn thận, Tần Vũ không khỏi hô lên. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Andre không phải đang đùa. Chỉ cần ông ta vung cái kích này lên thì hàng nghìn người bình thường sẽ gặp tai họa. Andre! Ông vẫn chưa đủ tư cách để giết người dân Hoa Quốc tôi đâu. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, sau đó giơ một cánh tay ra hét lên về phía bong tàu kiếm Tần Vương. Sau tiếng hét của Tiêu Chính Văn, chiếc hộp gỗ cũ đó bỗng mở ra. Kiếm Tần Vương dài gần 2 mét bay ra khỏi hộp gỗ hướng thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Rít, kiếm Tần Vương vừa vào tay thì phát ra từng tiếng rít mãnh liệt. Vầng sáng màu bạc phát ra từ trên thân kiếm gần như bao phủ nửa bầu trời. Kiếm Tần Vương là kiếm được các vị vua sử dụng từ xưa, mấy nghìn năm nay chưa từng đứt đoạn. Thế nên ngoài chất liệu của kiếm Tần Vương ra còn có một đặc tính mà các bảo kiếm khác không có, đó là khí chất đế vương. Đây là điểm đặc biệt nhất để phân biệt kiếm Tần Vương với các bảo kiếm khác. Trong vầng sáng màu bạc đó thi thoảng nghe được tiếng rồng kêu. Hơn nữa một hình vẽ rồng vàng cực lớn trên thân kiếm lao đến tầng mây. Ngay khi kiếm Tần Vương vừa bay ra khỏi hộp gỗ, mấy trăm mét xung quanh đều bị sát khí bao quanh. Dường như thanh kiếm này có thể chém đứt trời đất, như thể thanh kiếm này có thể chém xa đến hàng nghìn cây số. Một luồng uy lực cực mạnh không khác gì uy lực của trời cuộn lấy đất trời nơi đây. Bỗng chốc mây trời ở cả vùng biển đều đổi sắc. Mọi người không khỏi run rẩy khi cảm nhận được luồng sát khí và uy lực vô cùng mạnh mẽ đó. Ánh sáng trắng trên kích dài lúc nãy của Andre cũng hoàn toàn bị ánh sáng kiếm Tần Vương bao phủ. Lúc này ngay cả Andre cũng ngây người đứng tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Không phải ông ta chưa từng dùng kiếm Tần Vương nhưng thanh kiếm này chẳng khác nào một thanh bảo kiếm bình thường khi ở trong tay ông ta cả. Tại sao đến tay Tiêu Chính Văn lại có thần uy như thế? Chương 2013. Cậu là thiên tử Hoa Quốc sao? Andre vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy hối hận. Sao thiên tử Hoa Quốc lại có thể có sức chiến đấu hung hãn đến thế chứ? Nếu thiên tử hoặc quân vương của một đất nước nào đó đạt đến cảnh giới thiên thần thì đất nước đó là bất khả chiến bại.
Hơn nữa thiên tử Hoa Quốc đạt đến cảnh giới thiên thần sẽ có một điềm báo cực kỳ lớn, chính là vầng sáng mặt trời. Vầng sáng mặt trời là vào khoảnh khắc đó mặt trời sẽ chiếu sáng lãnh thổ đất nước đó suốt 24 giờ, liên tục trong 7 ngày. Nhưng Hoa Quốc chưa hề xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Có điều, ngoài thiên tử có thể khiến kiếm tần vương phát ra thần uy đáng sợ như thế ra thì còn ai có khả năng này? Andre có nghĩ nát óc cũng không ngờ được người thừa kế vận mệnh Hoa Quốc cũng có thể có khí mạch giống thiên tử. Thế nên kiếm tần vương cũng trở nên vô địch khi ở trong tay Tiêu Chính Văn. Lúc này Andre thật sự cảm thấy hối hận, bản thân ông ta không nên nói mấy lời đe dọa kia với Tiêu Chính Văn. Hừ, thiên tử Hoa Quốc tôi sao có thể là người mà một người nước ngoài gian xảo như ông có thể tùy tiện gặp chứ? Tiêu Chính Văn khinh thường nói. Người nước ngoài gian xảo. Andre suýt thì hộc máu, ông ta là cường giả cảnh giới thiên thần, không phải là gian xảo gì đó. Andre, ông có tin thanh kiếm này của tôi có thể san bằng một nửa Âu Lục không? Tiêu Chính Văn cười khẩy đe dọa ông ta hệt như dáng vẻ lúc nãy của Andre. Nghe anh nói thế, trán Andre toát đầy mồ hôi lạnh. Một khi Tiêu Chính Văn vung thanh kiếm này lên thì quả thật có thể bay từ Hoa Quốc đến Âu Lục. Chém một kiếm này xuống thì một nửa người bình thường ở Âu Lục sẽ gặp tai họa. Xét cho cùng sau khi thêm trận pháp vào thì kiếm khí có thể vung đến hàng nghìn cây số hệt như chém đứt một cái gì đó gần trong gang tấc. Nhưng Tiêu Chính Văn làm thế cũng đồng thời gây sự chú ý của các cường giả ở cảnh giới cao hơn thiên thần. Làm thế là đang phá vỡ quy tắc quốc tế, hơn nữa phá vỡ quy tắc cường giả cảnh giới thiên thần không thể can thiệp vào chuyện thế tục. Cậu thanh niên, cậu có nghĩ nếu cậu làm thế thật thì cậu sẽ trở thành kẻ thù chung của thế giới không? Sắc mặt Andre vô cùng khó coi nói. Kẻ thù chung của cả thế giới. Ha ha. Tiêu Chính Văn ngửa mặt lên trời cười nói, ông giết người dân Hoa Quốc thì hợp lý, là chuyện đương nhiên, còn tôi tàn sát Âu Lục lại là kẻ thù chung của thế giới à? Ông nói hay lắm, vậy hôm nay tôi muốn làm kẻ thù chung của thế giới, phải khiến Âu Lục ghi nhớ đời đời. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bỗng giơ kiếm tần vương trong tay lên. Chương 2014. Keng, kiếm tần vương chói lọi phát ra một tiếng vang thê lương phá tan không khí. Mặc dù nhát kiếm này chưa chém xuống nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy vô số sinh linh sắp chết dưới kiếm kêu gào thảm thiết. Andre sợ hãi, thậm chí ông ta không dám nói một câu. Nếu Tiêu Chính Văn vung kiếm này ra thật thì ông ta chính là kẻ tội đồ của cả Âu Lục, bị mọi người ghi vào sách sử, bị hàng nghìn thế hệ đời sau mắng nhiếc. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát. Andre run rẩy ngẩng đầu lên, thù hằn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Ông lão gia tộc cai đó vịn vào lan can trên tàu, nước mắt giàn giụa. Ô ma quỳ gối hướng về phía thầy của mình. Một tiếng phịch vang lên, Andre khuỵu gối xuống trước vô số ánh nhìn. Xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ. Andre quỳ xuống thật rồi. Sứ giả hòa bình, cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục nghênh ngang trong giới thế tục đã quỳ gối. Andre không sợ chết nhưng ông ta không thể chịu đựng được khiến cả Âu Lục bị bêu danh là giết hại nhiều người vô tội chỉ vì trách nhiệm của một mình ông ta. Thậm chí sẽ khiến gia tộc cai bị 9 gia tộc lớn khác ở Âu Lục cùng nhau tiêu diệt. Andre vừa quỳ xuống, các thành viên khác của gia tộc cai cũng lần lượt bật khóc đau đớn. Đây không chỉ là nỗi sỉ nhục của gia tộc họ mà là nỗi sỉ nhục của cả Âu Lục. Andre được hàng nghìn người Âu Lục kính ngưỡng. Được vô số người tôn thờ thế mà lại quỳ gối trước mặt một thanh niên Hoa Quốc không biết tên. Người đó là Andre đấy. Thế mà quỳ xuống thật kìa. Cửu Viễn Hàng ngạc nhiên nhìn Andre trên mặt biển, cực kỳ hãi hùng nói. Câu nói của ông ta như sấm chớp làm rúng động trái tim của mỗi người Âu Lục có mặt ở đây. Đây là đang nhắc lại nỗi sỉ nhục của họ. Là đang nhắc nhở họ Andre thua rồi. Từ nay về sau Andre sẽ bị Hoa Quốc giẫm đạp dưới chân mãi mãi. Cả Âu Lục họ không còn ai có tư cách khiêu khích Hoa Quốc nữa. Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện đều đã có cậu Tiêu giải quyết. Lúc này Tần Vũ cũng chắp hai tay ra sau lưng kiêu ngạo đứng ở mũi tàu. Lúc này anh ta rất tự hào vì mình là người Hoa Quốc, càng cảm thấy vinh hạnh mình là chiến hữu kề vai sát cánh chiến đấu với Tiêu Chính Văn. Không chỉ là anh ta mà mỗi người dân Hoa Quốc có mặt trên tàu cũng cảm thấy vui sướng. Tinh thần và tâm trạng của mỗi người đều thay đổi.
Mau nhận sai với người dân Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn chỉ vào hướng đông nam của Hoa Quốc. Rắc rắc rắc, Andre siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc, ngực phập phồng lên xuống. Cậu, cậu, bắt nạt người quá đáng. Andre không cam lòng ngẩng đầu lên tức giận nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 2015. Bắt nạt người quá đáng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, tay cầm kiếm Tần Vương bước đến trước mặt Andre, cười khẩy nói, bắt nạt ông. E là ông không biết cái gì mới gọi là bắt nạt nhỉ. Nói xong, anh giơ chân lên đá thẳng vào mặt Andre. Cú đá này khiến một dấu giày cực rõ hẳn lên mặt Andre. Giết người dân Hoa Quốc, ông xứng sao? Tiêu Chính Văn vung tay lên đấm vào mặt ông ta khiến Andre văng ra xa. Nhưng ông ta chưa rơi xuống mặt biển chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay ra, cơ thể Andre lại bị một lực vô hình đẩy ngược về phía Tiêu Chính Văn. Bụp, Tiêu Chính Văn trở tay đấm một cú vào trước ngực Andre. Phụt, Andre phun ra một ngụm máu lớn, cả người nặng nề ngã xuống mặt biển rồi chìm xuống đáy biển. Ào, Tiêu Chính Văn giơ một tay ra, đáy biển lập tức xuất hiện một vòng xoáy nước màu đen đẩy Andre lên khỏi mặt nước, sau đó cuốn ông ta lên cao mấy trăm mét. Tôi hỏi ông, bảo gia tộc Cai đến Long Kinh khấu đầu xin lỗi, ông có ý kiến gì không? Tiêu Chính Văn vươn tay xách cổ áo Andre lên, lạnh lùng hỏi. Andre thở hổn hển lắc đầu nói, không có, không có ý kiến. Lúc này hơi thở của Andre rất hỗn loạn, khuôn mặt ông ta đau rát. Ông ta là ai chứ? Ông ta là một người có tầm ảnh hưởng lớn đến Âu Lục, có thể khiến người ở cả Âu Lục cúi lạy. Nhưng lúc này ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Bình thường dù là quốc vương của một đất nước muốn gặp ông ta cũng phải hẹn đến mấy lần. Hơn nữa dù là quốc vương có gặp được ông ta thì cũng phải tỏ ra cung kính. Nhưng bây giờ thì sao? Ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn chịu sỉ nhục trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhận tội với người dân Hoa Quốc, ông có lời oán giận nào không? Tiêu Chính Văn lạnh như băng, kiếm Tần Vương trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không, không có, Andre gần như thốt ra ba chữ này từ trong kẽ răng. Quỳ xuống, cúi đầu nhận tội, Tiêu Chính Văn vung tay lên khiến Andre văng ra xa mấy chục mét. Andre chật vật đứng dậy, siết chặt nắm đấm, do dự một chốc cuối cùng vẫn quỳ gối xuống. Ông ta lại liên tiếp ba cái về phía bờ biển Lam Huệ của Hoa Quốc. Dù sao thì Andre cũng là cường giả cảnh giới thiên thần, mặc dù không phải thần thật nhưng thần lực vẫn rất mạnh. Chương 2016. Ba cái lạy này đều có thể hướng đến người dân cả Hoa Quốc dọc vùng biển Lam Huệ của Hoa Quốc. Chí ít mỗi người đều có thể sống lâu thêm một năm. Cậu Tiêu, bây giờ chắc cậu đã hài lòng rồi nhỉ? Andre trầm giọng hỏi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Andre nói, hài lòng ư? Tôi nhớ vẫn còn một người Hoa Quốc bị bắt giữ trên tàu của các ông mà nhỉ? Nghe anh nói thế, Andre hiểu ra mục đích thật sự của Tiêu Chính Văn. Oma, đi dẫn người đến đây. Oma nào dám do dự, vội vàng chạy vào khoang tàu, không lâu sau dẫn một thanh niên cả người đầy máu ra. Lúc này Long Thất đã bị hành hạ không ra hình người nữa rồi. Trên mặt, trên người be bét máu, quả thật khiến người ta không nỡ nhìn. Nhìn thấy Long Thất, sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên u ám. Bịch, dù là một người đàn ông lực lưỡng như Long Thất khi bước ra khỏi khoang tàu cũng không kiên trì được nữa, mà ngã nhào xuống đất. Thấy trên lưng Long Thất là vô số vết thương đâm xuyên qua trước ngực và sau lưng, Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm. Đứng lên, Tiêu Chính Văn kiềm chế cơn thịnh nộ xuống, trầm giọng nói. Long Thất vốn dĩ đã gần hôn mê, nghe được giọng nói quen thuộc, cả người anh ta không khỏi run lên. Tận đáy lòng như có một giọng nói cứ nói với anh ta rằng, đứng lên. Đứng lên, phù, Long Thất dựa vào chút sức lực cuối cùng đứng thẳng người dậy, đôi mắt chỉ còn lại chút khe hở nhìn Tiêu Chính Văn từ đằng xa. Mặc dù người này trông rất lạ, nhưng giọng nói này lại là giọng mà anh ta sẽ không bao giờ nghe nhầm. Người đó chắc chắn là Tiêu Vương. Khoảnh khắc nhìn rõ bóng người Tiêu Chính Văn, Long Thất không khỏi rơi nước mắt. Trong lòng anh ta đã chắc chắn mình phải chết rồi, nhưng tiếc là không thể lấy lại bảo vật quốc gia kiếm Tần Vương về thì đã chết ở đây. Thậm chí lúc bước lên con tàu này, Long Thất chưa từng nghĩ mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Bất kể đối phương hành hạ thế nào, anh ta cũng không tiết lộ nửa chữ.
Tiêu Chính Văn bước lên trước đi thẳng đến trước mặt Long Thất, nhìn Long Thất cả người đẫm máu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ai đánh? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi, sắc mặt Oma trở nên trắng bệch, bất lực nhìn Andre. Cậu Tiêu, chúng tôi đồng ý giao kiếm của vua Solomon ra rồi còn khấu đầu nhận tội với thiên tử Hoa Quốc. Xin cậu, Andre tiến lên trước một bước cung kính nói. Chương 2017. Tất nhiên ý của ông ta là muốn nói Tiêu Chính Văn đừng truy cứu chuyện này nữa, dù sao người vẫn chưa chết. Tôi đang hỏi anh, nghe thấy không? Tiêu Chính Văn mặc kệ Andre mà quay đầu lại nhìn Long Thất. Long Thất hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên chỉ vào Oma đang đứng đằng sau Andre. Cậu Tiêu, tôi, Andre nói. Bốp, Tiêu Chính Văn vung tay tát Andre một cái, lạnh lùng nói, không giết ông đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, nếu còn nói thêm một chữ nữa thì ông cũng phải chết. Andre nuốt nước bọt lập tức ngậm miệng lại, lùi sang một bên. Đánh chết hắn cho tôi. Tiêu Chính Văn chỉ vào Oma. Vâng. Long Thất bước nhanh đến giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Oma. Bụp, 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 ba cú liên tiếp đấm vào da thịt. Oma bị đánh chảy máu mũi và miệng, nổ đom đóm mắt. Mày dám, Oma nghiến răng nghiến lợi, dứt lời bèn giơ nắm đấm lên. Trước đó bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức không còn sức đánh trả, Oma không dám nói một tiếng, dù sao ngay cả thầy của hắn cũng bị Tiêu Chính Văn đánh sống dở chết dở. Nhưng Long Thất là cái thá gì? Chỉ là một con kiến giơ tay lên là có thể bị nghiền nát mà cũng dám đánh hắn. Anh đang gãi ngứa cho hắn đấy à? Không đợi cú đấm của Oma đấm vào người Long Thất, lòng bàn tay Tiêu Chính Văn đã đánh tới. Bốp, một cú tát mạnh vung lên khiến đầu Oma lệch hẳn sang một bên, sau đó bay xuyên qua bong tàu như một viên đạn pháo. Lăn lên đây cho tôi, quỳ xuống. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát. Vừa giơ tay lên Oma lại như một viên đạn pháo bay từ trong khoang tàu lên đến bong tàu. Rắc, đầu gối Oma vừa chạm xuống đất đã bị một lực cực lớn đánh lên, khuỵu gối quỳ trên bong tàu. Trong vòng một phút, đánh chết hắn cho tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vâng, Long Thất xoay người nhặt thanh kiếm của vua Solomon bên cạnh rồi rút ra cầm trong tay, sau đó đâm chuẩn xác vào người Oma. Chương 2018. Phụt, một nhát kiếm đâm vào, một cánh tay Oma rơi xuống đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy nhát kiếm liên tiếp, chân tay Oma đều bị chém đứt. A, thầy ơi, cứu con không muốn chết, a, Oma hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng Andre ở một bên lại không dám nói dù chỉ một chữ. Cậu này, cậu ta đã, một thành viên gia tộc cai bước đến vừa định xin tha, Tiêu Chính Văn chỉ một cái, một luồng sáng bắn ra. Người đó biến thành vũng máu. Ai dám nhiều lời thì chết. Giọng Tiêu Chính Văn như sấm rền khiến tất cả mọi người khiếp sợ quỳ hết xuống đất. Long Thất lấy tay áo lau đi vết máu đã khô trên mặt, hai tay nâng thanh kiếm của vua Solomon, nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết sức lực một nhát chém xuống. Oma thấy thanh kiếm chói mắt của vua Solomon đang chém thẳng vào cổ mình, gầm lên một tiếng gào thét a. Không, phụt, tiếng rên vừa phát ra. Đầu của Oma bay lên cao, cái xác không đầu dính máu ngã xuống một tiếng bụp. Nhìn thấy cơ thể của Oma gục trên bong tàu, trước mắt Andre tối sầm lại, cả người lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa ngất lịm. Oma là học trò ông ta xem trọng nhất, cũng là người thừa kế ông ta sau này. Người có khả năng sẽ trở thành cường giả của cảnh giới thiên thần trong 20 năm tới. Nhưng hôm nay, lại vì chọc đến người thanh niên thần bí của Hoa Quốc này mà đầu lìa khỏi cổ. Andre, đích thân ông dẫn người của gia tộc Cai đến Long Kinh cúi đầu xin lỗi với thiên tử, ông có oán thán gì không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lọt vào tai. Andre nhắm chặt đôi mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt xấu hổ, nặng nề gật đầu nói, tôi không oán giận. Tiêu Chính Văn hài lòng gật đầu, lại chỉ về thanh kiếm của vua Solomon trong tay Long Thất nói, thanh kiếm này tặng cho người bạn của tôi, được không? Được không? Andre không khỏi cười gượng trong lòng, ông ta dám nói từ không sao. Ông ta không dám, Andre cắn chặt răng hàm nói, được. Tiêu Chính Văn chắp một tay ra sau lưng, bước tới mũi thuyền, nhìn con sóng cuộn trào mãnh liệt phía biển lớn. Lúc này, dù thuyền đã quay bánh lái, đi về hướng Hoa Quốc. Trải qua hành trình một ngày một đêm, dù thuyền cuối cùng đã cập bến ở phía bắc của Hoa Quốc.
Nơi này chỉ cách Long Kinh 200 cây số. Chương 2019. Trong vòng chưa đầy 3 tiếng, nhóm người Tiêu Chính Văn đã quay trở về Long Kinh. Trong Thiên Tử Các, Thiên Tử nhận được tin tức từ Hắc Băng Đài, nghe nói Thanh Kiếm Tần Vương đã lấy lại được, trong lòng vô cùng kích động nói, người đâu, truyền lệnh. Mở cổng chính của Thiên Tử Các, mừng Tiêu, Tiêu Quân Lâm và Tần Vũ về nước. Vâng, từng đội Ngự Lâm quân đứng ngay ngắn ở hai bên đường Long Kinh. Trên đường phố, cờ đỏ phất phới tung bay trong gió. Mỗi bước chân của nhóm người Tiêu Chính Văn tiến về phía trước, những người lính cầm súng hai bên đều giương súng lên chào về phía mọi người. Mãi đến khi tới trước cổng chính của Thiên Tử Các, lúc này, trên người Thiên Tử mặc bộ trang phục lộng lẫy, đứng ngay cổng chính của Thiên Tử Các chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Thiên Tử, Tiêu Chính Văn cầm lấy thanh kiếm Tần Vương tiến về trước hai bước, quỳ một gối xuống nói, Tiêu Quân Lâm xin đưa kiếm Tần Vương trở về nước. Nói xong, hai tay Tiêu Chính Văn nâng thanh kiếm Tần Vương lên, dâng tới trước mặt Thiên Tử. Tâm trạng Thiên Tử vô cùng kích động nhìn vào thanh kiếm quốc bảo đã rời khỏi Hoa Quốc gần trăm năm. Soạt, Thiên Tử vươn tay cầm lấy thanh kiếm Tần Vương, một tay dùng sức nhấc lên, giơ cao thanh kiếm trong tay. Hoan nghênh kiếm Tần Vương trở về nước, Thiên Tử vừa dứt lời, tất cả tướng sĩ xung quanh đồng thanh hô lên, hoan nghênh kiếm Tần Vương trở về nước. Tiếng reo hò kinh thiên động địa, ngay cả những người dân đi theo dự lễ cũng đồng thanh hô vang, hoan nghênh kiếm Tần Vương trở về nước. Thanh kiếm Tần Vương không những tượng trưng cho quyền lực hoàng đế và uy nghiêm, mà còn tượng trưng cho sự nhục nhã mấy trăm năm của đất nước. Ngay từ lúc mới thành lập quốc gia, Hoa Quốc đã giành lại được tất cả những mảnh đất đã mất của mình, khôi phục lại uy thế của một nước. Nhưng kiếm Tần Vương vẫn luôn lưu lạc ở nước ngoài, thanh kiếm này là bằng chứng cho nỗi nhục trăm năm của Hoa Quốc. Nếu như không thể giành lại kiếm Tần Vương trở về, điều đó cho thấy rằng nỗi nhục của Hoa Quốc vẫn còn. Ngay lúc thanh kiếm Tần Vương lại lần nữa được Thiên Tử Hoa Quốc nắm trong lòng bàn tay, trong Thiên Tử Các đột nhiên phát ra một ánh hào quang. Cả một bầu trời Long Kinh lượn lờ những đám mây mang điểm tốt, hàng vạn tia sáng sắc màu tỏa ra từ trên cao chiếu rọi khắp thế giới, mọi người đều cảm nhận được sự hòa bình và yên tĩnh. Bùm bùm bùm, hàng trăm chùm pháo hoa được bắn ra liên hồi một cách kinh thiên động địa. Thiên Tử giơ cao kiếm Tần Vương, đôi mắt ngấn lệ. Nhìn xa về phía tấm bia tưởng niệm đã được dựng nên từ thời lập nước của Tổ tiên, giọng run run nói, vào 80 năm trước, 7 triệu người Hoa Quốc chúng ta đã đẫm máu trên chiến trường hy sinh mạng sống cho đất nước. Chương 2020. Nhưng nỗi nhục của quốc gia trăm năm vẫn còn ở trong lòng tôi. Tại sao chứ, kiếm Tần Vương vẫn còn trong tay của kẻ thù tàn bạo, còn chưa rửa được nỗi nhục quốc gia, làm sao có thể an ủi 7 triệu linh hồn trung thành được đây? Hôm nay, kiếm Tần Vương trở về, Hoa Quốc chúng ta sẽ luôn thịnh vượng. Soạt, một ánh hào quang được phóng ra từ thanh kiếm Tần Vương, trong chốc lát, tỏa sáng khắp nơi. Những chiến sĩ đang cầm súng thép hai bên, đồng loạt làm động tác đứng nghiêm, đồng thời quỳ xuống bái lạy trước Thiên Tử. Vô số người dân cũng lần lượt quỳ một gối xuống đất, lớn giọng hô to quốc gia thịnh vượng. Cho đến khi những tiếng pháo nổ kết thúc, Tiêu Chính Văn mới đứng dậy nói, Thiên Tử. Mấy trăm năm trước, gia tộc Cai đã cướp thanh kiếm này đi, hôm nay, họ đặc biệt tới đây để cúi đầu chịu tội. Nói xong, Tiêu Chính Văn hơi nghiêng người, chỉ tay về phía đám người Andre. Nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Chính Văn, Andre và một nhóm người gia tộc Cai cúi gằm mặt, bước về phía trước một cách lạc lõng. Thiên Tử trợn tròn đôi mắt, toát ra hai luồng sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào dòng người có khoảng mấy chục người trước mặt. Tuy rằng bọn họ không phải là thủ phạm của mấy trăm năm trước, nhưng mối hận thù của quốc gia thì không thể nào quên. Quỳ xuống, hàng ngàn Ngự Lâm quân đồng thanh giận dữ hét lên. Quỳ xuống, hàng vạn người dân, cũng giận dữ giống lên. Cho dù Andre là cường giả cảnh giới thiên thần cũng cảm nhận được uy lực mạnh mẽ từ Thiên Tử, từ Ngự Lâm quân và người dân Hoa Quốc. Đám người phía sau ông ta, thậm chí còn chưa đợi Tiêu Chính Văn mở miệng, đã rối rít quỳ rạp xuống đất. Andre, quỳ xuống, dập đầu xuống đất 10 lần trước Thiên Tử Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, giọng điệu lạnh lùng nói. Phịch, Andre quỳ thẳng xuống đất, ngẩng đầu lên, nói với Thiên Tử, Andre đại diện cho gia tộc Cai, xin lỗi Thiên Tử Hoa Quốc và người dân Hoa Quốc. Dứt lời, Andre khẽ nhắm mắt lại, đỉnh đầu cao ngạo của ông ta từ từ cúi xuống. Bụp, một tiếng dập đầu nặng nề gõ xuống mặt đất.
Sau khi dập đầu liên tiếp 10 lần, Andre dường như đã già hơn 10 tuổi. Cường giả cảnh giới thiên thần chưa bao giờ quỳ gối, cũng chưa bao giờ dập đầu. Chương 2021. Không phải bởi vì kiêu ngạo, mà vì cường giả cảnh giới thiên thần đã nhìn thấu trời đất, hòa hợp với thiên nhiên, mỗi lần quỳ lạy, khí sắc của mình sẽ ban lên người của đối phương. 10 cái dập đầu cũng đồng nghĩa với việc Andre đã trao tất cả những gì có được trong 10 năm cho thiên tử Hoa Quốc. Vì vậy, lúc này hơi thở của Andre cũng yếu hơn mấy phần, trên trán đã đẫm mồ hôi. Ngược lại, nhìn thiên tử Hoa Quốc dường như đã trẻ hơn mấy tuổi, trên mặt còn lộ ra vẻ hồng hào, thần sắc cả người đều thay đổi. Đến đây, Tiêu Chính Văn mới xua tay với đám người Andre nói, cho mấy ông 5 giờ đồng hồ để rời khỏi Hoa Quốc. Mãi mãi không được bước chân vào Hoa Quốc nửa bước, nếu không, nhất định chém chết không tha. Vâng, Andre dẫn đầu đám người gia tộc Kai rời khỏi thiên tử các trong sự ô nhục. Đây là một sỉ nhục trong cuộc đời bọn họ. Từ hôm nay, uy danh của gia tộc Kai cũng không còn tồn tại nữa. Ngay lúc thiên tử đưa tay giữ lấy Tiêu Chính Văn, muốn dẫn Tiêu Chính Văn cùng vào trong thiên tử các, thì điện thoại của Tiêu Chính Văn lại đổ chuông. Cậu Tiêu, bất luận như thế nào, cậu cũng phải đi theo tôi, không đợi thiên tử nói xong, Tiêu Chính Văn đã mỉm cười nói, thiên tử, e rằng không được như thiên tử mong muốn rồi, cuộc gọi này là từ nội gián của gia tộc Azer Lan Chi gọi đến. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa giơ điện thoại trong tay lên, trên đó hiển thị tên người gọi là Jason. Ồ, mau, vào rồi nói. Thiên tử vừa nói vừa kéo Tiêu Chính Văn đi về phía thiên tử các, khiến Tiêu Chính Văn không thể không tuân theo. Đám người Tần Vũ cùng hàng trăm quan chức cũng theo sau thiên tử và Tiêu Chính Văn, đi về phía thiên tử các. Sau khi đi đến đại sảnh bên trong thiên tử các, thiên tử bảo các quan chức ra ngoài, rồi mới ra hiệu cho Tiêu Chính Văn nghe điện thoại. Tôi là Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn nhấn nút trả lời, trầm giọng nói. À, chương 2022. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, khó hiểu nói, anh đã đến Giang Trung rồi à? Phải, tôi đại diện gia tộc đến đây để chọn ra học viên có thể gia nhập vào học viện võ thuật, chúng tôi phải về Âu Lục trong vòng 2 ngày, nếu không người bên gia tộc sẽ nghi ngờ. Jason giải thích với Tiêu Chính Văn. Thời gian gấp vậy sao? Tiêu Chính Văn buồn bực nói. Chủ nhân, thật ra mỗi học viên đều được chọn sẵn trước đó rồi, thế nên tôi đến chỉ là hình thức, cùng lắm là nhìn xem vẻ ngoài học viên có tên trong danh sách có gì khác biệt hay không thôi. Còn những chuyện khác không đến lượt tôi kiểm tra, song với quyền lợi trong tay tôi có thể để chủ nhân miễn phần kiểm tra thực lực. Jason chính trực nói. Được rồi, chiều nay tôi sẽ bay về Giang Trung. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy. Thấy thế thiên tử mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, lần này đi Âu Lục cậu có thể đòi một người về từ Âu Lục giúp Hoa Quốc không? Người này có quan hệ mật thiết với Quang Minh Tôn. Nhưng bị gia tộc tên là Canter che giấu mất, chúng ta đã cử người thương lượng vài lần nhưng đều không có kết quả. Tiêu Chính Văn nhướng mày, ngờ vực hỏi, ồ, người này tên là gì? Mã Vĩnh Lợi, trước đây ông ta cũng là người của Hắc Băng Đài, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại mất tích. Chúng tôi biết được tin tức từ Quang Minh Tôn, trong tay người này có rất nhiều tài liệu mật của Hoa Quốc. Nhưng mấy tài liệu này đều ở trong Hoa Quốc. Ông ta lại không dám lẻn về Hoa Quốc trong thời gian ngắn, thế nên, nói đến đây thiên tử quay đầu nhìn Tần Vũ. Tần Vũ vội tiếp lời, những tài liệu mật này là con bài để ông ấy có thể được bảo vệ, tôi tin chắc ông ta sẽ không để người khác lấy đi, chỉ cần bắt được người này rồi hủy hết mấy tài liệu mật đó thì mọi chuyện bình yên. Nghe thế Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tần Vũ lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Tiêu Chính Văn nói. Người này là nhân viên tình báo ở Âu Lục của chúng ta, tên là Trần Khai Quốc, bề ngoài người này là một thương nhân nhưng thật ra là nhân viên tình báo của Hắc Băng Đài. Sau khi đến Âu Lục, cậu có thể cầm lá thư này của tôi đến tìm Trần Khai Quốc. Nói xong, Tần Vũ đưa một bức thư cho Tiêu Chính Văn. Nội dung trong thư chỉ là nói Tiêu Chính Văn là một thành viên của Hắc Băng Đài, bảo Trần Khai Quốc giao chuyện của Mã Vĩnh Lợi cho Tiêu Chính Văn giải quyết. Thấy trong thư không nhắc đến thân phận thật của mình, Tiêu Chính Văn mới yên tâm nói, được rồi, tôi đến Âu Lục sẽ đi tìm người này ngay. Mọi người lại tiếp tục bàn bạc một lát, thiên tử mới đích thân tiễn Tiêu Chính Văn ra khỏi thiên tử các. Chiều cùng ngày, Tiêu Chính Văn lên máy bay chuyên dụng trở về Giang Trung.
Anh vừa xuống máy bay, Lãnh Kế Hồng đã dẫn người nhà họ Lãnh đến sân bay đón anh. Chương 2023. Hiện giờ cả Giang Trung đã được nhà họ Lãnh hợp nhất hoàn toàn, giới kinh doanh và giới chính trị gần như đều có tai mắt của nhà họ Lãnh. Ngay cả máy bay của chuyến bay lần này đến nơi lúc mấy giờ, Lãnh Kế Hồng đều biết rõ mười mươi. Gặp lại Tiêu Chính Văn, dĩ nhiên Lãnh Kế Hồng vô cùng nhiệt tình. Nếu không phải vì lúc đầu đặt cược đúng chỗ thì bây giờ nhà họ Lãnh cũng suy tàn như nhiều gia tộc khác ở Giang Trung. Cậu Tiêu, đi đường vất vả rồi. Lãnh Kế Hồng bước đến trước nhiệt tình bắt tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, tin tức của ông rất nhanh nhạy đấy, nhưng làm sao ông nhận ra tôi. Đến bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn còn đeo mặt nạ ra người, đừng nói là Lãnh Kế Hồng, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chưa chắc có thể nhận ra bản thân. Cậu Tiêu, đây là ghi chép đăng ký vé máy bay của cậu, Tiêu Quân Lâm hẳn là tên giả của cậu nên tôi mới có thể nhận ra cậu ngay, nhưng ngoài chúng tôi ra không ai biết thân phận của cậu cả. Lãnh Kế Hồng giải thích với Tiêu Chính Văn. Ồ, lúc tôi rời khỏi Giang Trung không phải đi hãng hàng không này. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Tiêu Chính Văn chắc chắn không ai có thể tra ra được thân phận thật của anh, nếu không chuyến đi Âu Lục lần này e là khó khăn gấp bội. Cậu Tiêu, đây, chủ yếu là vì thủ tục xuất nhập cảnh, cậu đi cùng cậu Tần, hơn nữa hai người cùng xuất cảnh với nhau, chứng tỏ Tiêu Quân Lâm chính là cậu. Lãnh Kế Hồng ngay thẳng đáp. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn lập tức gửi tin nhắn cho Tần Vũ nói anh ta lập tức hủy hết ghi chép xuất nhập cảnh của mình và anh ta. Sau đó Tiêu Chính Văn mới vỗ vai Lãnh Kế Hồng nói, làm tốt lắm. Lãnh Kế Hồng mỉm cười nói, cậu Tiêu, mời lên xe, tôi đưa cậu về dinh thự Tiêu. Dinh thự Tiêu, Tiêu Chính Văn lại nhíu mày, mình mới đi khỏi Giang Trung mấy ngày, sao lại lòi ra một dinh thự Tiêu vậy? Thấy Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ ngờ vực, Lãnh Kế Hồng giải thích, cậu Tiêu, thật ra địa điểm không có gì thay đổi, chỉ là tiến hành tu sửa, đây cũng là ý của tiền bối Độ Thiên, tôi chỉ làm theo mà thôi. Tiện thể lấy một cái tên mới, dù sao bây giờ cô Khương cũng là quốc phu nhân, gọi là dinh thự cũng không có gì không ổn. Nghe Lãnh Kế Hồng giải thích thế, Tiêu Chính Văn mới gật đầu, sau đó lên xe. Xe chạy thẳng một đường về đến biệt thự nhà họ Tiêu trước đó. Nhưng lúc này biệt thự nhà họ Tiêu đã lớn hơn mấy ngày trước lúc Tiêu Chính Văn đi rất nhiều. Chỉ riêng bức tường ngoài sân cũng cao đến mấy trăm mét, hơn nữa biệt thự nằm chính giữa tường sân. Bất kể là vào từ cửa trước hay cửa sau thì ở giữa cũng có một khoảng đất trống gần nửa cây số. Chương 2024. Đương nhiên là Độ Thiên chân nhân đang suy xét cho sự an toàn của Khương Vi Nhan. Hơn nữa trong số các đệ tử Thiên Kiếm Tông canh giữ nghiêm mật xung quanh, yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới chiến thần 4 sao. Dù là võ tông bình thường cũng đừng hòng tấn công nửa bước vào dinh thự. Cả dinh thự Tiêu lại bày bố thêm kiếm trận cửu thiên. Có thể nói bước vào kiếm trận này, thực lực của đệ tử Thiên Kiếm Tông ít nhất phải cao hơn thực tế hai cảnh giới. Thực lực của đối phương chí ít sẽ bị giảm xuống hai cảnh giới. Cái gọi là giảm cái này tăng cái kia, hai bên cách biệt 4 cảnh giới, cường giả cảnh giới chiến thần 4 sao gần như được gọi là sự tồn tại vô địch dưới cảnh giới thiên vương. Độ Thiên chân nhân làm tốt lắm, Tiêu Chính Văn không khỏi thầm khen ngợi. Tốc độ tiến bộ trong khoảng thời gian này Độ Thiên chân nhân quả thật rất đáng kinh ngạc. Chiếc xe chạy thẳng đến cổng biệt thự mới chậm rãi dừng lại. Hai đệ tử Thiên Kiếm Tông bước đến mở cửa cho Tiêu Chính Văn. Lãnh Kế Hồng chỉ đứng bên cạnh xe chào Tiêu Chính Văn chứ không vào trong biệt thự với anh. Ông ta là người có mắt nhìn, một ngày trước đó biết tin có một người ngoại quốc đang đợi Tiêu Chính Văn nên ông ta không làm phiền chủ thượng làm việc. Ông ta hiểu rõ đạo lý làm đúng phận sự bản thân mới có thể nhận được lòng yêu mến của ông chủ hơn ai hết. Tiêu Chính Văn sải bước đi vào biệt thự nhà họ Tiêu, Jason đã đợi trong sảnh lớn từ lâu, thấy Tiêu Chính Văn về hắn vội đứng dậy cung kính nói, chủ nhân, anh về rồi. Tiêu Chính Văn khẽ cười gật đầu nói, ừ, lúc nào chúng ta lên đường đến Âu Lục. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng anh vừa mới về, cũng không gấp, trở về trong 2 ngày là được. Jason cười nói. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn mới nói với Jason, có một người tên là Trần Khai Quốc, anh quen không? Jason nhíu mày suy tư hồi lâu gật đầu nói, chủ nhân, tôi quả thật quen một người như thế, nhưng ông ta đang ở nước Hyrin, bọn tôi không quan hệ gì nhiều lắm,
chỉ là ông ta giỏi nịnh hót, được rất nhiều người mến ở Hyerin. Ông ta đắc tội với chủ nhân à? Tiêu Chính Văn xua tay nói, không, tôi chỉ muốn sau khi đến Âu Lục sẽ đến thăm ông ta trước, tiện thể nghe ngóng chút chuyện về ông ta. Jason gật đầu nói, chủ nhân, anh phải chú ý người này, dù sao mấy lần tiếp xúc với ông ta, tôi cảm giác người này có thế lực quá mạnh, nếu ông ta khiến chủ nhân không hài lòng chỗ nào thì gia tộc bọn tôi có thể khiến ông ta biến mất ở Âu Lục bất cứ lúc nào. Chương 2025. Nghe Jason giới thiệu, Tiêu Chính Văn cũng thầm tính toán sơ sơ. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn hầu như đều ở bên cạnh người nhà. Dù sao chuyến đi đến Âu Lục lần này không biết bao lâu mới có thể về. Trong hai ngày này, Jason cũng mua được rất nhiều đặc sản Hoa Quốc mang về để làm hài lòng những người lớn trong gia tộc. Tương lai của hắn vẫn còn phụ thuộc vào việc hắn làm nội ứng có tốt hay không. Muốn để bản thân có giá trị hơn thì phải leo lên bằng bất kỳ giá nào, nâng cao địa vị của bản thân trong gia tộc mới được. Sau hai ngày, một mình Tiêu Chính Văn và Jason bước lên máy bay bay đến Âu Lục. Trên đường đi, từ chỗ Jason, Tiêu Chính Văn biết được lần này chỉ có 6 học viên Hoa Quốc được triệu tập đến Âu Lục. Thực lực của 6 người hầu hết đều ở cấp bậc chủ soái, không thể so bì được với các học viên ở Âu Lục. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ nói, cũng đúng, Hoa Quốc chẳng có nổi một học viên cảnh giới thiên vương. Chủ nhân, mặc dù không có học viên cảnh giới thiên vương nhưng về phía giáo viên, Hoa Quốc cũng cử hai người này cũng là thực lực cảnh giới thiên vương 3 sao, nhưng cá nhân tôi nghĩ không có ảnh hưởng quá lớn. Jason giải thích với Tiêu Chính Văn. Thật ra sắp xếp như thế là muốn chèn ép Hoa Quốc trong học viên võ thuật, sau đó dùng các thủ đoạn khác để loại trừ Hoa Quốc. Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn nở nụ cười giễu cợt. Sau khi máy bay đáp xuống thủ đô nước Phá Lý, Jason lập tức dẫn Tiêu Chính Văn đi báo danh với học viện võ thuật. Sau đó giúp Tiêu Chính Văn xin nghỉ hai ngày với học viên rồi dẫn Tiêu Chính Văn ra khỏi học viện, Jason mới lau mồ hôi lạnh trên trán nói, chủ nhân, lúc nãy nguy hiểm quá, sĩ quan đó là người gia tộc Russell Rowland. May mà lúc nãy anh ở dưới lầu, chứ không bị ông ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo anh kiểm tra thực lực. Tiêu Chính Văn bình thản nói, yên tâm đi, dù có kiểm tra thực lực thật thì tôi cũng có thể qua được thôi. Đùa hả, cường giả cảnh giới thiên thần muốn che giấu thực lực thật của bản thân thì có thể để cảnh giới thiên vương nhìn ra sao? Chủ nhân, tôi đã đặt vé máy bay đến tỉnh phía bắc nước Phá Lý cho anh, cũng đã thông báo với người tên Trần Khai Quốc mà anh nói rồi, ông ta chắc sẽ đến sân bay đón anh, tôi tiễn anh đến sân bay. Dứt lời, Jason kéo mở cửa xe ra, Tiêu Chính Văn bước thẳng lên xe. Mấy tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn đã đến tỉnh Norman ở phía bắc nước Phá Lý. Máy bay vừa hạ cánh đã có người đến đón. Hơn nữa không chỉ một mình Trần Khai Quốc mà ngay cả đặc phái viên Hoa Quốc đến nước Phá Lý Lưu Trường Quân cũng đi cùng. Bất kể Tiêu Chính Văn có thân phận gì thì thân là đặc phái viên của Hắc Băng Đài, địa vị đều cực kỳ tôn quý. Chương 2026. Tiêu Chính Văn vừa xuống máy bay, Trần Khai Quốc và Lưu Trường Quân bước đến đón. Chào cậu Tiêu. Lưu Trường Quân giơ tay ra với Tiêu Chính Văn, mỉm cười chào hỏi. Tiêu Chính Văn bắt tay với Lưu Trường Quân, chào ông. Trần Khai Quốc bên cạnh cũng nhiệt tình bước đến nói, cậu Tiêu đi đường vất vả rồi, cậu Tần có đặc biệt dặn dò gì không? Trần Khai Quốc vừa giúp Tiêu Chính Văn xách hành lý vừa cười hỏi. Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông trung niên này, khẽ lắc đầu nói, không dặn dò gì cả, chỉ nói gia tộc Canter không được nhiệt tình lắm. Không biết ông Trần có thể mau chóng sắp xếp cho tôi đến gặp người của gia tộc Canter không? Nghe thế, Trần Khai Quốc lộ ra vẻ mặt khó coi, cười nói, cậu Tiêu, e là tôi không có tầm ảnh hưởng lớn đến thế, gia tộc Canter xem như là gia tộc lớn hàng đầu ở tỉnh phía bắc nước Phá Lý. Hơn nữa cũng là gia tộc lớn đứng thứ 6 ở cả Âu Lục, tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ, muốn gặp người của gia tộc Canter không hề dễ nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Trần Khai Quốc vừa nói vừa mời Tiêu Chính Văn và Lưu Trường Quân lên xe của mình. Ở Hoa Quốc hay Mỹ Lục, gia tộc Canter đều không có danh tiếng. Nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Âu Lục. Gia tộc Canter vẫn đều là thân phận công tước ở tỉnh phía bắc nước Phá Lý, địa vị cao không nói, mười mấy năm gần đây trong gia tộc xuất hiện rất nhiều nhân tài. Khác với Hoa Quốc,
nước Phá Lý trước giờ luôn phân chia mức độ cao quý giữa các quý tộc bằng sức chiến đấu. Trong mấy năm nay, chỉ riêng thế hệ trẻ, gia tộc Canter đã xuất hiện thêm 4 cảnh giới thiên vương. Thậm chí còn một người nữa đã đạt đến cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Được gọi là thiên tài Âu Lục cùng với Oma đệ tử của Andre, cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất của Âu Lục. Sau khi lên xe, Lưu Trường Quân quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, chuyện này không phải ông Trần không chịu giúp mà là hiện giờ gia tộc Canter có thể gọi là đang trong giai đoạn hưng thịnh. Nếu không họ cũng không dám bắt giữ Mã Vĩnh Lợi. Mong cậu Tiêu kiên nhẫn, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách gặp người của gia tộc Canter. Tiêu Chính Văn gật đầu, mình lần đầu đến cũng không tiện làm khó người khác. Trần Khai Quốc đang lái xe nhanh trí nói, cậu Tiêu, nếu cậu muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thì tôi có một cách hay. Nghe thế Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nói, ồ, cách gì, ông nói tôi nghe xem. Trần Khai Quốc cười nói, mấy ngày trước, tôi nghe mấy người bạn làm ăn nói tối nay tộc phó gia tộc Canter tổ chức tiệc sinh nhật, chúng ta có thể lấy danh nghĩa chúc thọ để đến tiệc sinh nhật của ông ta. Về phần quà thì bên tôi sẽ nghĩ cách, tóm lại chắc chắn có thể để cậu gặp được thành viên cốt cán trong gia tộc Canter. Lưu Trường Quân khẽ nhíu mày. Chương 2027. Mặc dù cách này nghe có vẻ ổn nhưng đi gặp người bên gia tộc Canter bằng cách này e rằng lại sẽ bị từ chối. E là tốt nhất đừng tham gia vào bữa tiệc tối nay thiên tài cảnh giới thiên vương 4 sao của gia tộc Canter đó chắc chắn sẽ tham dự, tính tình người này hung bạo, ngộ nhỡ chọc phải rắc rối gì thì không hay lắm. Lưu Trường Quân không biết thực lực của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa ông ta nghĩ Tiêu Chính Văn cùng lắm cũng chỉ là một cường giả cảnh giới chủ soái mà thôi. Hễ là cường giả cảnh giới thiên vương thì đều có chức vụ rất cao ở Hắc Băng Đài. Trong thư Tần Vũ không hề nhắc đến chức vụ của cậu ta. Chứng tỏ cậu ta chỉ là một nhân viên xử lý chuyện ở tầng thấp, thực lực có thể cao đến đâu chứ? Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi hỏi, ồ, thiên tài, đúng thế, người này tên là Phi Uẩn. Cũng là người xuất sắc nhất trong lứa học viên đầu tiên của học viện võ thuật. Nghe nói trong cả học viện võ thuật, thực lực của cậu ta là mạnh nhất trong số hàng nghìn học viên. Lưu Trường Quân nói với Tiêu Chính Văn. Trần Khai Quốc chuyên tâm lái xe không quay đầu lại nhìn vẻ mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng thấy Tiêu Chính Văn không lên tiếng, ông ta vô thức nghĩ Tiêu Chính Văn dè dặt. Ông ta chỉ đành thở dài, nếu cậu Tiêu thấy không tiện thì chúng ta nghĩ cách khác cũng được. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, không, tối nay tôi sẽ đến gặp vị thiên tài này. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Lưu Trường Quân nhíu chặt mày. Trước đó ông ta có ấn tượng khá tốt với Tiêu Chính Văn nhưng sau khi nghe anh nói thế, cái nhìn của Lưu Trường Quân về Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi 180 độ. Phi Uẩn người ta là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, một cảnh giới chủ soái như cậu muốn đụng vào chân mày của người ta có gì khác với đâm đầu vào chỗ chết. Một khi xảy ra xung đột thì đừng bao giờ mong người ta giao Mã Vĩnh Lợi ra. Nhưng dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người của Hắc Băng Đài, Lưu Trường Quân cảm thấy khá bất mãn nhưng ngoài mặt không thể để lộ cảm xúc, xét cho cùng Hắc Băng Đài có quyền lợi rất lớn ở Hoa Quốc. Ngộ nhớ Tiêu Chính Văn về tố cáo mình thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nếu cậu đã muốn chết thế thì ông đây xem cậu sẽ chết thế nào. Trần Khai Quốc chậm rãi dừng xe vào ven đường. Quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, cậu nghĩ cho kỹ nhé, tối nay chúng ta thật sự có khả năng gặp phải Phi Uẩn. Hình như người này đã có ý thù địch với người Hoa Quốc chúng ta từ nhỏ, rất không thân thiện với chúng ta. Tiêu Chính Văn cau mày nói, ồ, không thân thiện với người Hoa Quốc chúng ta, thế càng phải gặp được hắn, tôi muốn xem thử thiên tài Âu Lục thuộc đẳng cấp nào. Hừ, chương 2028. Nghe anh nói thế, Lưu Trường Quân càng bất mãn với Tiêu Chính Văn. Nhưng Trần Khai Quốc lại không nghĩ thế, trụ sở chính Hắc Băng Đài đã cử Tiêu Chính Văn đến đây, chắc chắn cậu ấy có khả năng giải quyết chuyện này. Trần Khai Quốc ngẫm nghĩ một chốc rồi nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, thế chúng tôi sẽ làm theo ý cậu. Tôi đi chuẩn bị vài món quà, tối nay chúng ta đến tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, thật ra không cần quà gì đó đâu, đem theo bao lì xì một tệ là được. Phụt, Trần Khai Quốc và Lưu Trường Quân suýt thì hộc máu, bao lì xì một tệ. Chuyện này, mặt Trần Khai Quốc tái xanh.
dù có tiết kiệm chi phí cũng không thể tặng người ta tiền mừng một tệ được, nếu bị phát hiện thì hậu quả rất khó lường. Tiêu Chính Văn xua tay nói, không sao, nếu gia tộc Canter vui vẻ giao người ra, sau này mọi người là bạn, giữa bạn bè không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Nếu gia tộc Canter không chịu thả người thì mọi người là kẻ thù, một tệ của Hắc Băng Đài đều là mồ hôi và nước mắt của người dân Hoa Quốc, không thể tùy tiện tặng cho kẻ thù được. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Trần Khai Quốc gật đầu lia lịa. Những lời Tiêu Chính Văn nói không phải không có lý. Chỉ là ông ta cũng đang thầm tính toán. Với cường thế của Tiêu Chính Văn, có thể khiến gia tộc Canter giao người ra hay không, đúng là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn. Nửa tiếng sau, Trần Khai Quốc dẫn mọi người đi vào khách sạn Philerland xa hoa nhất thành phố Norman. Lúc này cả khách sạn đã được canh gác nghiêm mật. Người ra kẻ vào đều mặc đồ hàng hiệu, thân phận địa vị rất cao. Trần Khai Quốc cũng xem như là một trong những người có tiếng ở Norman, Lưu Trường Quân là đặc phái viên của Hoa Quốc. Thế nên sau khi hai người đưa danh thiếp ra thì không ai ngăn lại, thuận lợi đi vào sảnh lớn khách sạn. Lúc này trong sảnh lớn đã đông nghịt. Hơn nữa người đến hội trường đều là thành viên trong giới chính trị hoặc những ông lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Norman. Ba người lần lượt đưa một bao tiền mừng, nhân viên phụ trách nhận quà nhận lấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó hiểu ngẩng đầu nhìn mấy người Trần Khai Quốc nói, các vị, đây là, không để Trần Khai Quốc lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã giành nói trước, đây là truyền thống của Hoa Quốc chúng tôi, tiền mừng tuổi có ý nghĩa là chúc chủ nhà làm ăn phát đạt, hưng thịnh, chúc người mừng thọ sống lâu. Nghe Tiêu Chính Văn giải thích, nhân viên đó nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng mắt liếc nhìn ba phong bao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chúng tôi có thể vào trong rồi chứ? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Nhân viên vội gật đầu nói, được, tất nhiên, là được. Chương 2029. Tiêu Chính Văn quay đầu lướt nhìn một vòng sảnh lớn. Lúc này chỉ thấy không ít người đang vây quanh bên một góc ở sảnh lớn. Trong đó một người thanh niên da trắng đang cởi trần thân trên. Để lộ ra cơ bắp rắn chắc, dưới mái tóc dài ngang vai là khuôn mặt vô cùng khôi ngô. Thanh niên này chính là phi ẩn thiên tài của gia tộc Canter. Đứng đối diện với hắn là một người thanh niên cũng để trần thân trên, dáng người hơi gầy. Tay người này còn cầm một thanh kiếm ngắn, chỉ nhìn từ bóng lưng và làn da thì chắc là người đàn ông gốc Á. Cảnh giới thiên vương một sao. Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn người đàn ông gốc Á đó vài giây. Thực lực người này kém xa người đàn ông da trắng đối diện. Lưu Thành Long, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, chỉ cần quỳ xuống khấu đầu 10 cái với tôi thì tôi có thể suy xét không giết anh. Phiêu Ân nở nụ cười tàn ác. Người được gọi là Lưu Thành Long chỉ vì một câu đụng chạm, cãi vã với Phiêu Ân mà bị hắn đánh tả tơi. Cao thủ cảnh giới thiên vương một sao Lưu Thành Long đó nghe hắn nói thế thì không chút sợ hãi, ngược lại siết chặt thanh kiếm ngắn trong tay, lạnh lùng nói Phi Uẩn, tôi là thầy giáo Hoa Quốc cử đến học viện võ thuật. Cậu có biết ẩu đả giáo viên có kết cục thế nào không? Phi Uẩn thờ ơ vén sợi tóc trước trán, lắc ngón tay nói, đừng nói là đánh anh, dù có giết anh, học viện võ thuật cũng sẽ không truy cứu. Hỗn láo, Lưu Thành Long siết chặt thanh kiếm ngắn. Vung tay chém về phía Phiêu Ân. Anh ta dồn hết sức lực vào đòn tấn công này. Với thực lực cường giả cảnh giới thiên vương một sao, dù có là một chiếc xe bọc thép cũng bị một kiếm này chém làm đôi. Nhưng Phiêu Ân lại không hề né đòn, để mặc thanh kiếm ngắn của anh ta chém vào người mình. Keng, thanh kiếm ngắn chém vào người Phiêu Ân nhưng không hề gây ra vết thương nào, không có máu, chỉ có ánh lửa bắn tung tóe. Hả, nhìn thấy cảnh tượng này. Đám đông xung quanh không khỏi suýt xoa. Chương 2030. Ngay cả Lưu Thành Long cũng khiếp sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Dù anh ta có khoảng cách thực lực rất lớn với Phiêu Ân, nhưng Phiêu Ân cũng không thể không hề bị thương thế được. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Phiêu Ân này cũng thú vị đấy. Sở dĩ hắn có thể không bị kiếm chém bị thương không phải là vì sức mạnh cơ thể. Mà là người này thông thạo một loại trận pháp phòng vệ, có thể tăng sức mạnh cơ thể của hắn lên gấp 100 lần. Thế nên bất kể người tên là Lưu Thành Long này vung kiếm chém thế nào cũng không thể làm hắn bị thương. Phi Uẩn lướt nhìn thanh kiếm ngắn trên người mình, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, vừa rồi đã cho anh cơ hội rồi, tiếc là người Hoa Quốc anh không biết trân trọng.
Phi Uẩn, tôi là giáo viên học viện võ thuật đấy, cậu không thể giết, phụt. Lưu Thành Long chưa nói hết câu, một cánh tay của Phi Uẩn đã đâm vào ngực anh ta, sau đó tiến về phía trước, cơ thể Lưu Thành Long vô lực bị hắn túm đến trước mặt. Chỉ thấy Phi Uẩn dùng sức phung tay, thi thể Lưu Thành Long bay thẳng ra xa đâm vào cánh cửa lớn của khách sạn, sau đó lăn ra đường. Vừa lau vết máu dính trên cánh tay, Phi Uẩn vừa cười nói, tiết mục giải trí đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi. Lưu Trường Quân nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Người này là một cường giả ở cảnh giới thiên vương đấy, Phi Uẩn nói giết là giết luôn sao? Quan trọng nhất người này còn là thầy giáo của học viện võ thuật, điều này hoàn toàn không giống với việc giết cường giả thiên vương một sao thông thường. Nghĩ tới đây, Lưu Trường Quân lập tức bước nhanh về phía Phi Uẩn, vô cùng nhiệt tình tiến lên trước chào hỏi, chào cậu Phi Uẩn, cậu có còn nhớ tôi không? Thấy Lưu Trường Quân vừa khom lưng vừa cúi đầu, Trần Khai Quốc không khỏi nhíu mày, Tiêu Chính Văn cũng liếc nhìn theo bóng lưng của Lưu Trường Quân với ánh mắt sâu xa. Cậu Tiêu, chuyện này, Tiêu Chính Văn xua tay nói với Trần Khai Quốc, không sao, cứ mặc kệ ông ta đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước tiến về phía chính giữa đại sảnh, Trần Khai Quốc cũng vội vàng theo sau. Chương 2031. Lưu Trường Quân căn bản không buồn để ý tới Tiêu Chính Văn và Trần Khai Quốc mà vẫn chỉ cúi đầu khom lưng trước Phi Uẩn, nhìn bàn tay đang vươn ra trước của ông ta, Phi Uẩn liền nhíu mày lên tiếng, chúng ta từng gặp nhau à? Không khó để nhìn ra vẻ khinh thường từ trong ánh mắt của Phi Uẩn. Hắn là ngôi sao mới nổi của gia tộc Canter, mà ở Âu Lục vẫn luôn được người đời tôn làm thiên tài trẻ tuổi. Những kẻ muốn nịnh bợ hắn thật sự quá nhiều. Lưu Trường Quân có là cái thá gì đâu. Tôi là Lưu Trường Quân, đặc phái viên của Hoa Quốc tại nước Phá Lý. Lưu Trường Quân cười đon đả, nói. Ông ta thậm chí còn chẳng hề lúng túng trước vẻ khinh thường của Phi Uẩn. Có chuyện gì sao? Phi Uẩn chắp hai tay sau lưng, để mặc cho bàn tay đang giơ ra của Lưu Trường Quân lạc lõng giữa không trung. Lưu Trường Quân xoa tay, lại cười nói, tôi thì không có chuyện gì cả, chỉ là tôi có một người bạn, không. Nên nói là đồng bào không ngại đường xá xa xôi lặn lội từ Hoa Quốc đến, hắn muốn làm gì? Phi Uẩn không đợi Lưu Trường Quân nói hết câu là lạnh lùng ngắt lời. Cậu Phi Uẩn, thật ra cậu ta phụng mệnh tới để thương lượng với gia tộc Canter chuyện về Mã Vĩnh Lợi, lần này cậu ta tới đây chủ yếu hy vọng gia tộc Canter có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Mã Vĩnh Lợi, chết tiệt. Sắc mặt của Phi Uẩn đột nhiên rét lạnh. Trừng mắt nhìn Lưu Trường Quân rồi liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng trong đám người ở trung tâm đại sảnh, nói, người mà ông nói chính là hắn à? Nhìn theo ánh mắt của Phi Uẩn, Lưu Trường Quân lập tức nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Trần Khai Quốc, vội vàng gật đầu nói, không sai, chính là cậu ta. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng chú ý tới ánh mắt ngập tràn ý thù địch của Phi Uẩn, anh và Trần Khai Quốc điềm nhiên bước về phía Phi Uẩn đang đứng. Muốn dẫn người đi thì không phải không thể. 100 tấn vàng. Nghe thấy yêu cầu này, sắc mặt của Lưu Trường Quân trở nên vô cùng khó coi. Đối với Hoa Quốc mà nói, 100 tấn vàng đúng là một con số viễn tưởng. Dù là quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất như Mễ Quốc thì cả nước cũng chẳng có tới 500 tấn. Dù gì trong thời đại này đa phần mọi người đều tích trữ ngoại hối, ai còn dùng vàng để giao dịch nữa đâu. Không đợi Lưu Trường Quân lên tiếng, Tiêu Chính Văn chậm rãi bước về phía Phi Uẩn và đột nhiên lên tiếng, 1.000 tấn mới hợp lý. Cái gì, 1.000 tấn, không chỉ có Lưu Trường Quân, ngay cả Trần Khai Quốc cũng ngơ ngác. Chương 2032. Tổng tư lệnh Tần Vũ của Hắc Băng Đài cũng không có quyền lợi lớn tới vậy đúng không? Vừa mở miệng đã đồng ý đưa cho người ta 1.000 tấn vàng, đừng nói Hoa Quốc không kiếm đâu ra nổi, ngay cả nước phiêu lượng cũng chẳng thể có. Cả Âu Lục. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra được 100-200 tấn mà thôi. Giọng nói của Tiêu Chính Văn không to không nhỏ, thế nhưng lại có sức chấn động vô cùng mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc này, cả đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên trên người Tiêu Chính Văn. Anh vừa nói 1.000 tấn vàng ư, ngay cả bản thân Phi Uẩn cũng hơi sững sờ. Người đang đứng trước mắt này, tuổi tác có vẻ cũng sấp xỉ mình. Ở Hoa Quốc thì có thể là nhân vật quan trọng gì được đây? Trong lòng nghĩ vậy, sắc mặt của Phi Uẩn lập tức trở nên u ám, lạnh lùng lên tiếng, anh đang đùa cợt với tôi đấy à?
chỉ dựa vào bản thân anh mà có thể khiến Hoa Quốc chấp nhận chi ra 1.000 tấn vàng để đổi người sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía Phi Uẩn, lắc đầu nói, tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi, ý của tôi là gia tộc Canter cố ý thu nhận phản thần của Hoa Quốc, dựa theo thông lệ quốc tế thì phải bồi thường tổn thất tương ứng cho Hoa Quốc. 1.000 tấn vàng này là phí tổn thất mà gia tộc Canter mấy người đại diện cho nước Phá Lý đền bù cho Hoa Quốc. Hơn nữa, gia tộc Canter cần phải đích thân nhận tội với Hoa Quốc và bảo đảm rằng sau này vĩnh viễn sẽ không để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Anh dứt lời, mặt Lưu Trường Quân lập tức biến sắc, ngay cả Trần Khai Quốc cũng sợ tới mức rụt cổ. Bảo người của gia tộc Canter đền bù cho Hoa Quốc 1.000 tấn vàng, lại còn phải viết giấy bảo đảm cho Hoa Quốc. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều sững sờ, nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn như nhìn một kẻ ngốc. Lưu Trường Quân nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn rồi lên tiếng, Tiêu Quân Lâm, cậu có biết mình đang nói gì hay không? Tiêu Quân Lâm là tên giả mà Tiêu Chính Văn tự đặt cho mình trước khi tới Âu Lục. Vậy nên, trên tất cả giấy tờ của Tiêu Chính Văn đều được sử dụng cái tên này. Tôi đang nói tiếng người, lẽ nào anh Phi Uẩn nghe không hiểu sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười. Khụ khụ, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng ho sặc sụa. Phi Uẩn giận tái mặt, hắn không ngừng nghiến răng ken két. Chửi hắn không hiểu tiếng người ngay trước mặt những nhân vật lãnh đạo cấp cao của Norman. Người Hoa Quốc quả nhiên là khó ưa. Hoặc là nói, ban nãy khi mình giết chết tên Hoa Quốc cảnh giới Thiên Vương một sao kia, Tiêu Chính Văn vẫn chưa nhìn rõ. Chương 2033. Khi hơi thở của cường giả cảnh giới Thiên Vương 4 sao khắp người Phi Uẩn đột ngột bộc phát, đèn treo trên trần nhà đều phát ra những tiếng vỡ vụn loảng xoảng. Lưu Trường Quân sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống trước mặt Phi Uẩn ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng may là ông ta còn giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng nên có của một đặc phái viên Hoa Quốc, nói với Phi Uẩn, à, thưa cậu Phi Uẩn, tôi chỉ phụ trách tiếp đón cậu ta, tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta hết. Trần Khai Quốc lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Trường Quân, vô thức tiến lên trước một bước, đứng ngay phía sau lưng Tiêu Chính Văn. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Trần Khai Quốc, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, Lưu Trường Quân nghiến răng nói, Trần Khai Quốc, chuyện này Hắc Băng Đài mấy người tự mình giải quyết đi. Tên ngu đần này dám vô lễ với cậu Phi Uẩn, rõ ràng là không biết phải trái. Nhân lúc cậu Phi Uẩn vẫn chưa nổi giận, còn không mau tới đây quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì hai người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, bình tĩnh lên tiếng, vô lễ với hắn ư. Xin lỗi hắn sao, hừ, người Hoa Quốc xưa nay không cúi đầu trước bất cứ ai, bất luận có ở ngóc ngách nào trên thế giới này thì người Hoa Quốc cũng vĩnh viễn đứng thẳng lưng mà làm người. Những lời này vừa tỏ rõ thái độ của Tiêu Chính Văn, cũng vừa ngấm ngầm dạy dỗ Lưu Trường Quân. Mặt của Lưu Trường Quân lập tức đỏ bừng. Ông ta chỉ vào Tiêu Chính Văn mà giống lên, cậu cho rằng nơi này là đâu? Đây không phải là Hoa Quốc, đây là nước Phá Lý. Norman là địa bàn của gia tộc Canter, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Cậu đang nói chuyện với lãnh chúa của Norman đấy, cậu là đặc phái viên của Hắc Băng Đài thì đã sao? Ai sẽ để tâm tới thân phận của cậu ở Hoa Quốc? Thậm chí Tiêu Quân Lâm nhà cậu còn không bằng một kẻ ăn mày ở nước Phá Lý. Tiêu Chính Văn cười khẩy lên tiếng, nhất định Tiêu Quân Lâm tôi sẽ khiến cho cả Âu Lục phải ghi nhớ tên mình. Còn về ông, thân là đặc phái viên của Hoa Quốc, lẽ nào chỉ biết nịnh hót thôi sao? Người dân Hoa Quốc luôn biết tôn nghiêm vô giá, còn ông không xứng làm dân Hoa Quốc. Bây giờ, Tiêu Quân Lâm tôi cảnh cáo gia tộc Canter, trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi phải được nhìn thấy Mã Vĩnh Lợi. Nếu không, cả gia tộc Canter đều sẽ bị tiêu diệt. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp đại sảnh, tất cả mọi người ngơ ngác 3 giây, sau đó cùng phá lên cười. Phi Uẩn cũng sững sờ mất mấy giây rồi đột nhiên cười lớn không ngừng, cứ như thể hắn vừa mới nghe được chuyện gì đó nực cười nhất trên thế giới này. Thế nhưng ngay giây sau, tiếng cười bên trong đại sảnh đã lập tức tắt ngúm. Bởi vì có một người đang bước từ trên tầng xuống. Andre, chương 2034. Cường giả cảnh giới thiên thần duy nhất ở Âu Lục, Andre cũng tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter sao? Người trong sảnh lớn đồng loạt đứng dậy, lần lượt cúi chào. Phi Uẩn cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào Andre. Lưu Trường Quân nhìn thấy Andre, con người gần như rơi xuống đất. Trong suốt 10 năm ở Âu Lục,
ông ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của André từ xa một lần. Lần này, được nhìn thấy André, Lưu Trường Quân vừa kích động vừa sợ hãi. Tiêu Quân Lâm, lần này cậu chết chắc rồi, cho dù Tần Vũ tới thì hôm nay cậu nhất định cũng phải chết ở đây. Gặp ông André còn không mau hành lễ. Theo tiếng quát của Lưu Trường Quân, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đặt một tay sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn André với vẻ cao ngạo. Đó là cái nhìn từ trên xuống, giống như ánh mắt của chủ nhân nhìn người hầu. Lẽ nào người đàn ông Hoa Quốc này muốn chết sao? Đây là điều trong lòng mọi người cùng nghĩ. Lúc này, sắc mặt André đã khó coi đến cực điểm. Ban đầu, ông ta không có ý định dừng chân ở Norman, mà đi thẳng từ Hoa Quốc về Âu Lục. Nhưng tộc trưởng Wyvern của gia tộc Canter liên tục mời ông ta đến dự tiệc. André nể mặt tộc trưởng nên đã ở lại, nhân tiện tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter. Nhưng điều ông ta không bao giờ ngờ tới là vừa nãy, lúc ông ta đang uống cà phê, một giọng nói đột nhiên truyền đến bên tai, giọng nói mà cả đời này ông ta không bao giờ quên được. Lúc ông ta lao ra khỏi căn phòng trên tầng 2 và bước xuống cầu thang, hai chân ông ta gần như khuỵu xuống mặt đất. Chết tiệt, người ông ta sợ nhất bây giờ là ai? Chính là Tiêu Chính Văn. Đối với ông ta, Tiêu Chính Văn như một cơn ác mộng, người của gia tộc Canter điên rồi sao? Sao lại đi đắc tội với vị đại Phật này chứ? Buồn cười lắm sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Phi Uẩn, lạnh lùng hỏi. Phi Uẩn siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng xương kêu răng rắc, nếu không phải André đang ở đây thì hắn đã đấm cho Tiêu Chính Văn một cú rồi. Tên Hoa Quốc kia, một phút sau sẽ là thời khắc anh chết. Phi Uẩn nghiến răng nói, sau đó vội vàng chào hỏi André, ông André, kinh động đến ông rồi sao? Tôi chỉ cần một ngón tay cũng có thể xử thứ thấp kém này, nhưng André không hề để ý đến hắn. Ông ta vội vàng đi đến chỗ Tiêu Chính Văn, chào một cách nhã nhặn, cậu Tiêu, xin chào. Chương 2035. Tiêu Chính Văn thậm chí còn không thèm liếc nhìn André, anh vẫn chắp một tay sau lưng, liếc nhìn Phi Uẩn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phi Uẩn chỉ cảm thấy hồn phách sắp bay ra khỏi cơ thể. Đó là André đấy, ngay cả quốc vương Âu Lục gặp cũng phải hành lễ chào hỏi, vậy mà lại hành lễ trước Tiêu Chính Văn. Mặc dù hắn là ngôi sao mới của gia tộc Canter, nhưng cũng chỉ là một ngôi sao mới mà thôi. Tương lai hắn có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần hay không còn tùy thuộc vào tạo hóa của hắn. Cảnh giới bên dưới thiên thần đều là lũ kiến. Mọi người nghe thấy lời này của André liền cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Bọn họ dám chê cười người mà ngay cả André cũng phải hành lễ ư. Anh vừa nói hôm nay là ngày chết của tôi sao? Tiêu Chính Văn nhìn Phi Uẩn. Ngày chết của Tiêu Chính Văn. Phi Uẩn không dám tiếp lời Tiêu Chính Văn. Bộp, Tiêu Chính Văn giáng một cú tát mạnh lên mặt ngôi sao mới chẳng coi ai ra gì của gia tộc Canter. Tôi đang hỏi anh đấy. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Phi Uẩn bằng đôi mắt lạnh lùng. Phi Uẩn cúi thấp đầu, chống tay xuống đất, thậm chí hắn còn không có dũng khí trốn tránh. Trước mặt André, hắn chẳng là cái thá gì. Ngay cả André cũng phải kính nể người đàn ông này thì sao hắn dám đánh trả chứ? Bây giờ tôi nói lại lần nữa, trong vòng một tiếng nữa, đưa Mã Vĩnh Lợi đến trước mặt tôi, bồi thường 1.000 tấn vàng, đồng thời công khai xin lỗi Hoa Quốc. Hơn nữa, đảm bảo không bao giờ tái phạm, nếu không gia tộc Canter sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ các người còn cảm thấy lời tôi nói buồn cười không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. 1.000 tấn vàng, mặt Phi Uẩn còn khó coi hơn cả khi ăn khổ qua. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì thì cái tát của André đã giáng xuống. Bộp, một cái tát mạnh gần như khiến khuôn mặt Phi Uẩn biến dạng. Yêu cầu Tiêu Chính Văn đưa ra, ngay cả ông ta cũng không dám nói nửa lời. Bây giờ bảo ông ta quỳ xuống dập đầu, ông ta cũng không dám không làm theo. Tại sao ư? Bởi vì ông ta không muốn chọc giận Tiêu Chính Văn, không muốn Âu Lục máu chảy thành sông. Chương 2036. Nhưng Phi Uẩn thì sao? Dám chê cười Tiêu Chính Văn, còn dám bắt giữ người mà Tiêu Chính Văn cần. Phi Uẩn còn chưa kịp đứng vững, André lại bất ngờ đưa tay lên giáng thêm một cú tát nữa lên mặt Phi Uẩn. Dầm, cơ thể Phi Uẩn bay thẳng ra xa 8 mét, nặng nề đập vào cột đá phía sau, khiến cột đá nứt vỡ. Cơ thể lại nặng nề rơi xuống đất,
Cú tát này khiến não Phiêu Ân không hoạt động nổi nữa. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không thể bò dậy nổi. Cậu là cái thá gì chứ? Ngôi sao tương lai của gia tộc Canter hay là thiên tài trẻ của Âu Lục? Có tin tôi giết chết cậu không? Andre giận dữ chừng đôi mắt như hai quả cầu lửa sắp phóng vụt ra ngoài. Trần Khai Quốc đứng đằng sau Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng này cũng bất giác quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, người Tần Vũ phái tới lần này rốt cuộc là nhân vật lớn nào. Mà ngay cả Andre cũng phải ra tay vì cậu ấy. Còn đánh Phiêu Ân thừa sống thiếu chết mà không sợ đắc tội với gia tộc Canter. Andre là ai chứ? Đó là cường giả cảnh giới thiên thần mà ai cũng biết. Là nhân vật lớn dập tắt chiến tranh thế giới. Vậy mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại giống như một tên nô lệ. Lúc này, người hối hận nhất đương nhiên là Lưu Trường Quân. Rõ ràng ông ta đến cùng Tiêu Chính Văn, vậy mà giữa đường lại đứng về phía gia tộc Canter. Thậm chí còn vì gia tộc Canter mà đối xử thô lỗ với Tiêu Chính Văn. Nhưng bây giờ thì sao? Phiêu Ân mà ông ta cố gắng lấy lòng lại bị Andre đánh đến nỗi không bò dậy nổi, mà tất cả chuyện này đều chỉ vì một câu nói của Tiêu Chính Văn. Lúc này, trong đám người, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó hiện lên một nụ cười không dễ phát giác. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Phiêu Ân đã bị đánh ngã trên đất, bình tĩnh nói, gia tộc Canter các người có chấp nhận yêu cầu của tôi không? Bụp, Phiêu Ân còn chưa kịp trả lời. Andre lại giơ chân lên đá mạnh vào bụng Phiêu Ân, cú đá này khiến hắn bay ra hơn chục mét nữa rồi lăn thẳng ra cổng. Cậu điếc à, trả lời cậu Tiêu đi. Andre giận dữ quát lớn. Chương 2037. Ông Andre, tôi không hiểu, tại sao ông lại vì một con kiến hoa quốc mà ra tay với tôi chứ? Phiêu Ân ngẩng đầu lên nhìn Andre với vẻ bất bình. Không hiểu sao, vậy tôi sẽ khiến cậu hiểu. Nói xong ông ta bước lên trước, đá liên tiếp vào Phiêu Ân, khiến cả người Phi Can chảy đầy máu, cuối cùng nằm trong vũng máu, không ngừng co giật. Người Hoa Quốc là kiến sao? Ai cho cậu dũng khí nói ra lời này chứ? Ngay cả tôi cũng không dám nói như vậy. Mỗi khi nghĩ đến cảnh bản thân khấu đầu ba cái trước Lam Huệ của Hoa Quốc, Andre lại kìm nén cơn giận. Nói cho cậu biết, đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không dám đắc tội với cậu Tiêu đây. Nghe thấy tiếng quát lớn của Andre, tất cả mọi người trong sảnh lớn đều sững sờ, đặc biệt là Phiêu Ân bị đánh đến nỗi đang hấp hối. Ông Andre, chúng ta có thể liên hợp 10 gia tộc lớn, bụp. Andre lại giơ chân lên đá. Liên hợp cái con khỉ. Andre tức suýt bốc khói. Ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, thì tập hợp nhiều gia tộc như vậy có ích gì chứ? Muốn nộp mạng tập thể sao? Những kẻ dưới cảnh giới thiên thần đều chỉ là con kiến, câu nói này chẳng ngoa chút nào. Cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao và thiên vương thật sự có là gì chứ, trong mắt cường giả cảnh giới thiên thần chỉ là chuyện của một cú bạt tai. Hơn nữa chỉ cần một bạt tai đã có thể đánh chết cả đám. Đại nhân, Andre, tại sao gia tộc Âu Lục chúng ta phải cúi đầu trước người Hoa Quốc chứ? Phiêu Ân nôn ra máu, không cam lòng mà hét toáng lên. Andre giận đến mức sắc mặt đen tím, một tay nhấc cổ áo Phiêu Ân lên, dí sát vào mặt hắn giống to, tại sao phải cúi đầu ư? Được, vậy tôi nói cho cậu biết tại sao. Bởi vì tôi không phải là đối thủ của cậu ta, hiểu chưa? Ngay khi lời này được thốt ra, những người có mặt ở đây đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều sợ mất hồn. Andre là cường giả cảnh giới thiên thần mà lại không phải là đối thủ của một chàng trai trẻ người Hoa Quốc trước mắt. Chuyện này thật sự đã đánh tan nhận thức của tất cả mọi người. Thậm chí có người còn hoài nghi, tự hỏi bản thân có phải đang nằm mơ. Andre là trụ cột tinh thần của toàn bộ Âu Lục, lại còn tượng trưng cho cường giả của Âu Lục. Suốt bao năm nay, Âu Lục có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những quyết định trọng đại của Mỹ Lục, tất cả là bởi vì sự tồn tại của cường giả cảnh giới thiên thần này. Chương 2038. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỗ dựa vững chắc của bọn họ lại bị đánh bại. Nghe thấy những lời này, toàn bộ chỗ dựa tinh thần của Phiêu Ân sụp đổ trong nháy mắt. Andre là thần tượng duy nhất trong lòng hắn, từ nhỏ hắn chỉ có một nguyện vọng, đó là trở thành một Andre thứ hai. Phiêu Ân như phát điên lên gào thét trong cơn giận dữ, không? Không thể nào, đây không phải là sự thật. Đại nhân Andre, ông nói cho tôi biết, ông đang gạt tôi. Ông đang gạt tôi mà, đúng không?
Phiêu Ân vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào. Đây không phải là những giọt nước mắt đau lòng, mà là sự tuyệt vọng. Tôi cần phải gạt các cậu ư? Các cậu đáng để tôi gạt sao? Sắc mặt Andre lại càng khó coi hơn vài phần. Soạt soạt soạt, Phiêu Ân không ngừng lùi ra sau chục bước, trong mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Vào giây phút này, hắn mới nhận ra lời nói và việc làm của mình lúc nãy đã gây ra tai họa lớn đến nhường nào cho gia tộc. Một cường giả như Tiêu Chính Văn, e là ngay cả quốc vương của Âu Lục cũng phải hành xử lễ phép và cung kính đủ kiểu. Nhưng vừa nãy bản thân hắn lại cười nhạo anh, còn đe dọa anh rằng một phút sau sẽ là giờ chết của anh. Ha ha ha, Phiêu Ân vừa khóc vừa cười phá lên, lúc này, hắn đang cười sự ngu dốt của mình, cười sự nhỏ bé của mình. Ngay đúng lúc này, một ông lão tóc trắng chạy nhanh đến, thấp giọng hoài nghi hỏi, ông Andre, chuyện này là thật sao? Ánh mắt Andre như muốn giết người, lạnh lùng trừng mắt với ông lão kia. Người của gia tộc Canter chẳng lẽ đều là kẻ ngốc à? Cứ phải vạch rõ vết sẹo của ông ta hết lần này đến lần khác ư, cứ phải khiến ông ta thừa nhận trước mặt mọi người rằng thiếu chút nữa ông ta đã chết dưới tay Tiêu Chính Văn mới chịu bỏ qua sao? Vào lúc này, tất cả mọi người bao gồm chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật lần này là Yên Can đều đồng loạt quỳ xuống. Đây không những là sự cung kính đối với Tiêu Chính Văn mà còn là câu trả lời của mọi người đối với Andre. Trong lòng mọi người Andre vẫn luôn tồn tại một vị trí tối cao, cũng bởi vì vậy, khi Andre hành lễ quý tộc, thì bọn họ nhất định phải hành lễ quỳ lạy đáp trả. Anh Tiêu, bọn họ đồng thanh nói với giọng vô cùng kính nể. Lúc này, ngoại trừ Trần Khai Quốc và đám người Phiêu Ân, chỉ có một cô gái da trắng cực kỳ xinh đẹp vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt xanh đẹp và sáng sủa của cô ấy khát khao nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chính Văn. Chương 2039. Dường như đã cách biệt với tất cả mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nghe được tiếng nói của mọi người, cô ấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng quỳ theo. Ngay lúc này, cơ thể của Lưu Trường Quân không khỏi run lên, giống như đã mất đi một thứ quan trọng nhất. Ông ta đã sống ở Âu Lục mười mấy năm. Tuy rằng được gọi là đặc phái viên nhưng trước nay mối quan hệ của Âu Lục và Hoa Quốc vẫn luôn căng thẳng, nên ở đây ông ta không được hoan nghênh. Nhiều năm như vậy, ông ta đã nịnh bợ không ít người. Nhưng những người mà ông ta đã khom lưng uốn gối đi đút lót, bây giờ lại quỳ gối trước Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta mới nhận ra thân phận đặc phái viên của ông ta đã không giữ được nữa. Tiêu Chính Văn lướt mắt liếc xéo Lưu Trường Quân đang đứng chôn chân tại chỗ, lãnh đạm nói. Lưu Trường Quân, trước đây tôi đã từng nói với ông, chỉ cần gặp mặt người của gia tộc Canter, chắc chắn bọn họ sẽ ngoan ngoãn giao người cho chúng ta. Lưu Trường Quân nghe vậy, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không sai, gia tộc Canter thì đã sao, thiên tài của Âu Lục thì sao chứ? Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả cũng đều phải quỳ xuống. Người tôi muốn tìm đâu? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Yên Can. Yên Can vội vàng đứng dậy trả lời, cậu Tiêu. Bây giờ người ấy vẫn còn ở trang viên của gia tộc chúng tôi, cách chỗ này khoảng một tiếng lái xe, xin cậu cho phép tôi đích thân dẫn người đưa ông ta tới. Yên Can cúi người một cách rất khiêm tốn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, không cần dẫn đến cho tôi, lập tức cho người đưa ông ta về Hoa Quốc, nếu trong vòng 2 ngày, Hắc Băng Đài của Hoa Quốc không đón được người, thì từ nay về sau sẽ không còn gia tộc Canter ở Âu Lục nữa. Nghe thấy lời này, trong đầu của Yên Can cũng sắp nổ tung. Nếu đổi lại là người khác nói những lời này, Yên Can chắc chắn sẽ cười nhạo đầu óc anh ta có vấn đề. Dẫu sao, gia tộc Canter là một gia tộc lâu đời kéo dài hơn 600 năm ở Âu Lục. Lai lịch và thực lực không cách nào đánh giá được, sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được chứ? Nhưng người nói ra những lời này là một cường giả cảnh giới thiên thần, vậy thì chẳng có gì lạ. Vẫy tay một cái đã có thể tiêu diệt được một quốc gia, thì tiêu diệt một gia tộc nhỏ này không phải là chuyện trong phút chốc sao? Nghĩ tới đây, Yên Can vội vã lau mồ hôi hột nói, cậu Tiêu, tôi đảm bảo với cậu, trước trưa mai nhất định sẽ đưa ông ta tới trụ sở Hắc Băng Đài ở Hoa Quốc. Mong cậu giơ cao đánh khẽ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, hình như ông đã quên mất điều gì rồi thì phải. Hả, Yên Can không khỏi ngơ ngác, quên mất cái gì? Đâu có đâu. 1.000 tấn vàng, thiếu 1 gram cũng không được. Trước trưa mai, chuyển về Hoa Quốc cùng với Mã Vĩnh Lợi. Chương 2040.
Tiêu Chính Văn giọng điệu điềm tĩnh nói. Tên Can nghe thấy lời này, suýt chút nữa hộc máu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn chỉ nói đùa, không xem là thật. Một gia tộc, ở đâu đào ra một tấn vàng chứ? Cậu Tiêu, có thể rộng, chưa đợi Ên Can nói xong, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời, không được. Phụt, Ên Can quỳ ngay xuống đất, cầu xin với bộ dạng đau khổ nói, cậu Tiêu, 1.000 tấn vàng, đối với một gia tộc nhỏ như chúng tôi, thật sự là một con số lớn. Cầu xin cậu, ít nhất cũng cho chúng tôi thời gian 3 ngày, chỉ 3 ngày. Tiêu Chính Văn trợn to hai mắt, khí thế cả người đột nhiên bùng lên. Uy thế vô song của cường giả cảnh giới thiên thần giáng xuống trong nháy mắt, ngay cả Andre, cũng là một cường giả cảnh giới thiên thần cũng cảm nhận được một cảm giác áp bức. Mạnh quá, Âu Lục các người đã ức hiếp Hoa Quốc tôi lâu như vậy, mấy trăm năm trước, khi các người ký hiệp ước với chúng tôi, có khi nào các người gia hạn cho chúng tôi hay chưa? Lần này tôi đến Âu Lục, phải rửa lại mối nhục trăm năm cho Hoa Quốc. Ai dám nói nửa chữ không thì chết. Ên Can thất vọng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nhất thời nước mắt lăn dài. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía Phi Uân, mẹ kiếp, đều tại tên bất tài này nên gia tộc Canter mới bị hủy hoại. Bây giờ ông ta chỉ muốn băm vằm Phi Uân ra làm nghìn mảnh, như vậy mới có thể chút được cơn giận trong lòng. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Ên Can, nói, sao nào, mấy người không muốn đưa hả? Đưa, Ên Can nặng nề gật đầu. Nói xong, ông ta vô lực đứng dậy từ trên mặt đất, giống như một người mất hồn lảo đảo bước ra khỏi khách sạn. Gia tộc Canter đã đồng ý với tất cả yêu cầu của Tiêu Chính Văn, hơn nữa nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay cũng đã đi, Andre vội vàng tiến lên trước cậu Tiêu, nếu như sự việc đã kết thúc, cậu xem, hay là tôi đưa cậu về trước nhé. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, ông cho rằng chuyện này kết thúc như vậy sao? Mã Vĩnh Lợi chẳng qua chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng trong Hắc Băng Đài, ông ta sao có thể tạo dựng được quan hệ với gia tộc Canter cơ chứ? Ai là người trung gian của ông ta, chuyện này buộc phải tra rõ ngọn ngành. Dù có liên quan đến phái Quang Minh thì cũng buộc phải cho tôi và Hoa Quốc một lời giải thích rõ ràng. Chương 2041. Gân xanh trên mặt Andre đã nổi hết cả lên, Tiêu Chính Văn quả là khó đối phó. Thật ra ai ai cũng biết tới gia tộc trung gian này, hơn nữa còn vô cùng nổi tiếng tại Âu Lục. Thế nhưng nếu dám khai ra gia tộc này thì hậu quả đều có thể tưởng tượng ra được ngay. Không đợi Andre lên tiếng, Fion bên cạnh đã mỉa mai nói, xin anh Tiêu cứ yên tâm, gia tộc Canter của chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích hài lòng. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Fion, tốc độ lật mặt của người này đúng là nhanh, hơn nữa còn biết co biết duỗi. Nếu như đối phương đã lên tiếng bảo đảm, Tiêu Chính Văn cũng không nhiều lời thêm nữa, khẽ xua tay nói, không cần đưa tôi về, trong vòng 3 ngày, tôi muốn biết câu trả lời của mấy người. Nói xong, Tiêu Chính Văn và Trần Khai Quốc bước nhanh ra khỏi cửa. Phi Uân nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Tiêu Chính Văn, trong mắt lóe lên tia sáng khác lạ. Rời khỏi khách sạn, Trần Khai Quốc vội vàng bước nhanh tới chiếc xe, giúp Tiêu Chính Văn mở cửa, nói, cậu Tiêu, mời. Tiêu Chính Văn khom lưng ngồi vào trong xe. Trần Khai Quốc vừa lái xe vừa nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, hôm nay cậu đúng là giúp Hoa Quốc chúng ta chút được cục tức lớn. Đám lợn Âu Lục chết tiệt. Rõ ràng, những năm vừa qua Trần Khai Quốc ở Âu Lục cũng không ít lần ngậm đắng nuốt cay. Ban nãy nhìn thấy đám quý tộc bản địa ở Norman đồng loạt quỳ xuống dưới chân Tiêu Chính Văn, quỳ xuống trước mặt mình, trong lòng ông ta thoải mái như được ngậm kẹo ngọt. Trên mặt Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng bình tĩnh. Lần này tới Âu Lục còn một chuyện lớn vẫn chưa hoàn thành. Sau lưng học viện võ thuật rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật, anh vẫn chưa biết được. Bây giờ chưa phải là lúc anh có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Dừng xe ở phía trước đi, tôi muốn một mình ra ngoài đi dạo. Tiêu Chính Văn chỉ vào con đường phía trước. Trần Khai Quốc do dự một lát, nói, được, cậu Tiêu. Tôi đã đặt một căn phòng tổng thống cho cậu ở khách sạn Ritz rồi, cậu có thể về đó nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Sáng ngày mai tôi lại đến đón cậu. Nói xong, Trần Khai Quốc dừng xe ở bên đường. Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước xuống, vừa chậm rãi bước đi trên đường, trong lòng vừa tính toán chuyện của học viện võ thuật. Đúng lúc này, một trận gió lớn đột nhiên thổi ập tới từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Bù, một mũi tên dài gần nửa mét bay quẹt qua tai trái của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, quay người nhìn ra phía sau.
Chương 2042. Mũi yên này rõ ràng không phải nhắm vào Tiêu Chính Văn, mà chỉ là một mũi tên đi lạc. Chỉ thấy bên trong con ngõ nhỏ đen kịt phía sau có vô số người mặc đồ đen đang bao vây tấn công một nam một nữ. Người đàn ông tuổi khoảng ngoài 60, thực lực ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Dù là như vậy thì cũng chỉ có sức chống đỡ, hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Người phụ nữ bên cạnh chỉ có thực lực thiên vương một sao. So với ông lão kia, người phụ nữ ngay cả chống đỡ cũng vô cùng khó nhọc. Mà bốn kẻ đang bao vây tấn công hai người bọn họ lại là cường giả cảnh giới thiên vương hay sao, hơn nữa trong tay những người đó còn có một loại mũi tên đặc chế. Tất cả các mũi tên đều được đánh bóng bằng thép không gỉ, loại mũi tên này chính là vũ khí chuyên dùng để đối phó với cường giả ở cảnh giới thiên vương. Vút, lại một mũi tên nữa lao về phía Tiêu Chính Văn, anh giơ tay lên nắm thẳng lấy mũi tên. Anh vừa chơi đùa với mũi tên vừa sải bước tiến vào trong con ngõ nhỏ. Ai, một tên đàn ông mặc đồ đen trong số đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt mang theo sát khí nồng đậm. Tiêu Chính Văn vừa chơi đùa với mũi tên vừa lạnh lùng cười nói, là ai không quan trọng, mũi tên của mấy người suýt thì làm tôi bị thương, phải nói một tiếng xin lỗi đi chứ. Cái gì, mấy tên mặc đồ đen nhếch mép cười gằn. Một tên mặc đồ đen trong số đó lạnh lùng cười nói, biết điều thì cút mau đi, đừng cản trở bọn tao làm việc, nếu không thì mày cũng phải chết. Hắn vẫn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên, một tia sáng ánh bạc lập tức lao vút ra. Phập, tên đàn ông mặc đồ đen đó biến thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Ôi, những tên đàn ông mặc đồ đen còn lại đều sợ tới mức hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Lẽ nào viện binh của đối phương tới rồi? Nhưng, thế nhưng thực lực của viện binh này quá mạnh, một chiêu đã khiến cho cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao hóa thành bụi máu. Rốt cuộc mày là ai? Mấy tên mặc đồ đen lập tức dừng giao chiến với đôi nam nữ kia, lùi về một vị trí tương đối an toàn, cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn. Rất rõ ràng, cảm giác uy hiếp mà Tiêu Chính Văn dành cho bọn chúng mạnh hơn nhiều so với đôi nam nữ kia. Tiêu Chính Văn xua tay nói, mấy người không xứng để biết tôi là ai, không muốn chết thì mau cút đi. Chương 2043. Mấy tên mặc đồ đen đồng loạt siết chặt binh đao trong tay, rõ ràng có mấy phần không cam tâm. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện người đồng đội ban nãy hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt thì đều đồng loạt lùi ra sau. Mãi tới khi mấy tên mặc đồ đen này chạy xa, cặp nam nữ đó mới ngồi bệt xuống đất thở dốc. Tiêu Chính Văn cũng chẳng nhìn họ thêm lần nào, quay người bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Sau lưng chợt vang lên giọng nói của cô gái trẻ. Anh Tiêu, xin chờ một chút, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Rõ ràng đối phương đã từng gặp mình. Thế nhưng Tiêu Chính Văn không hề có bạn bè gì ở Âu Lục. Chẳng bao lâu sau, cô gái trẻ đó đã bước nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, anh Tiêu, anh có còn nhớ tôi không? Tiêu Chính Văn quan sát cô gái trẻ này một lượt rồi gật đầu. Người này chính là cô gái trẻ tuổi quỳ xuống sau cùng tại bữa tiệc ban nãy. Cô gái trẻ tuổi thấy Tiêu Chính Văn gật đầu thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vội vàng tiến lên trước nói, anh Tiêu, chào anh, tôi là con gái của gia tộc Rốt, tên là Emily, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi và đại quản gia. Không biết anh có tiện không? Tôi muốn, mời anh tới nhà mình chơi. Tiêu Chính Văn không ngờ Emily lại trực tiếp mời anh như vậy, lẽ nào người Âu Lục đều thẳng tính như vậy hay sao? Ừ, được thôi, trầm tư một lúc, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu đồng ý. Lần đầu bản thân đến Âu Lục, cũng không quen thuộc với đường xá con người nơi đây lắm. Rất nhiều chuyện đều cảm thấy lạ lẫm. Nhân cơ hội này kết bạn cũng là một thượng sách không tồi. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, Emily vui sướng quay sang nói với ông lão vẫn đang ngồi thở dốc trên đất ma sâu, vị này chính là anh Tiêu mà ban nãy tôi có nhắc đến với ông, mau, bảo tài xế lái xe tới đây đi. Anh Tiêu đồng ý tới nhà chúng ta chơi rồi. Ông lão nghe vậy thì vội vàng đứng dậy khom lưng với Tiêu Chính Văn, sau đó đi về một hướng khác trong con ngõ nhỏ. Chẳng bao lâu sau, một chiếc Rolls Royce màu đen đã dừng lại bên cạnh Tiêu Chính Văn và Emily. Ma Sâu đẩy cửa xe bên ghế lái phụ rồi bước xuống, đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn và Emily, mở cửa ghế sau rồi lên tiếng, cậu Tiêu, cô chủ, mời lên xe. Chương 2044. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực thành phố Norman, sau đó dừng lại trước một trang viên cổ.
Có đến hàng trăm người giúp việc và một ông lão tóc bạc phơ đứng nghiêm trang trước cổng. Xét về tuổi tác chắc hẳn ông lão đã ngoài 70 tuổi nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Nhất là đôi mắt kia vẫn sáng long lanh. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn ông lão, nhận ra người này ít nhất cũng là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Cậu Tiêu, mời xuống xe. Ma Sâu bước đến mở cửa ra giúp Tiêu Chính Văn. Ngay lúc Tiêu Chính Văn bước xuống chiếc Rolls Royce, tất cả mọi người đều cúi người chào Tiêu Chính Văn, đồng thanh nói, chào cậu Tiêu. Emily nhanh chân bước đến ôm lấy cánh tay Tiêu Chính Văn, sau đó đi đến trước mặt ông lão nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, người này là ông nội tôi. Sau đó cô ấy nói với ông lão, ông ơi, đây là anh Tiêu mà lúc nãy cháu đã nói với ông qua điện thoại đó. Ông lão bước đến cúi người nói, chào cậu Tiêu, cậu có thể đại giá quang lâm đến đây là vinh hạnh của gia tộc chúng tôi, mời vào trong. Nói xong, ông lão đích thân dẫn Tiêu Chính Văn vào trang viên. Trên đường đến một căn phòng khách, Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn cách trang trí xa hoa xung quanh, khẽ gật đầu. Xem ra đây cũng là một gia tộc lớn. Sau khi tất cả ngồi xuống, ông lão mới giới thiệu bản thân với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi là Herod. Tôi nghe nói đến tên của cậu Tiêu đã lâu, hôm nay được gặp, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Tiêu Chính Văn cau mày khó hiểu nói, hả, tôi vừa đến từ Hoa Quốc, ông cũng nghe ai nói về tôi thế? Herod cười nói, chuyện ở vùng biển quốc tế ấy, lúc đó Emily cũng ở trên tàu, chẳng qua nó chỉ là một nhân vật nhỏ nên chưa thể gây sự chú ý với cậu Tiêu thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, thảo nào hôm nay Emily lại đối xử nhiệt tình với mình như thế? Trong khi nói chuyện, Tiêu Chính Văn cũng nhận ra. Thật ra gia tộc Rốt cũng thuộc hạng trung lưu trong 10 gia tộc lớn, đứng trước gia tộc Canter khá xa, giữa vị trí thứ tư và thứ năm. Gia tộc Rốt cũng có ảnh hưởng đáng kể ở Âu Lục. Chỉ là mấy năm gần đây, đặc biệt là thế hệ mới của gia tộc không có con cháu nào quá xuất sắc nên chỉ có thể dựa vào những người lớn tuổi để duy trì tầm ảnh hưởng trong Âu Lục. Thế nên Herod vẫn luôn tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Thậm chí cụ ấy từng nghĩ tiếp xúc với vài thế lực ở Hoa Quốc. Chỉ là quan hệ giữa Âu Lục và Hoa Quốc trước giờ vẫn luôn căng thẳng, thế nên chưa thể được như ý nguyện. Lúc Herod nói mấy lời này, Tiêu Chính Văn cố ý nhìn vào mắt cụ ấy, cẩn thận đánh giá độ tin cậy trong mấy lời này. Tuy những lời này chưa chắc đều là lời thật lòng của cụ ấy nhưng ít nhất Herod đã nói thật hơn một nửa trong số đó. Trong những người đón Tiêu Chính Văn kia, thậm chí chẳng có lấy một cao thủ cảnh giới Thiên Vương một sao. Chương 2045. Emily đã được xem là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ đó rồi. Thử nghĩ mà xem, một cô gái sao có thể gồng gánh nổi một gia tộc đồ sộ thế này chứ? Nói đến cuối Herod bỗng cau mày nói, cậu Tiêu, không biết cậu đã từng nghe nói chuyện ở học viện võ thuật chưa? Tất nhiên rồi, hơn nữa tôi đến Âu Lục là vì muốn vào học viện võ thuật mà. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lấy một tấm thẻ nhập học ra. Sau khi giơ tay nhận lấy tấm thẻ nhập học, Herod khẽ lắc đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho Emily. Không lâu sau, Emily cầm một tấm thẻ nhập học màu xanh nhạt đưa cho Tiêu Chính Văn. Trên tấm thẻ nhập học này không viết tên, trên đó chỉ có ký hiệu một tấm khiên. So với thẻ nhập học của Tiêu Chính Văn thì rất là bình thường. Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày nói, ông cụ. Lẽ nào tấm thẻ nhập học này có gì đặc biệt sao? Herod gật đầu nói, cậu Tiêu, có lẽ cậu chưa hiểu rõ về nguồn gốc thật sự của học viện võ thuật, không hề giống những gì họ đã nói với bên ngoài. Gì cơ, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, sau đó nói lại tình báo mà Tần Vũ đã nói cho mình biết với Herod. Nghe xong, Herod lắc đầu nói, cậu Tiêu, không giấu gì cậu. Dù 10 gia tộc lớn chúng tôi bắt tay lại với nhau cũng không thể xóa bỏ hiệp ước cường giả cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào chuyện thế tục. Đó là quy tắc do cường giả ngoài lãnh thổ đích thân đặt ra, 10 gia tộc lớn chúng tôi đều như mấy con kiến nhỏ bé trước mặt cường giả ngoài lãnh thổ thôi. Sao người ta có thể xem trọng lời nói của chúng tôi được chứ? Ngược lại, nếu cường giả ngoài lãnh thổ có ý đồ này, ai mà dám phản đối? Ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn nhướng mày. Đây là câu trả lời mà anh không ngờ đến. Hóa ra học viện võ thuật có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ. Thấy Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Herod trầm giọng nói, cậu Tiêu, tôi nghĩ chắc trong lòng cậu có rất nhiều thắc mắc,
tại sao năm đó rõ ràng Hoa Quốc có nhiều cường giả thiên thần như thế mà vẫn bị tám nước sâu xé? Tại sao nhiều cường giả cảnh giới thiên thần như thế mà lại trơ mắt nhìn người Vi Hào lăng nhục đồng bào? Thật ra tất cả những chuyện này đều có liên quan đến ngoài lãnh thổ. Vì cứ 300 năm, cường giả thật sự ngoài lãnh thổ đều sẽ quay về một lần, mỗi lần quay về họ đều phân định lại trật tự thế giới. Hả, nghe cụ ấy nói thế, Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc, đây là bí mật mà ngay cả Tiêu Long cũng không biết. Ông cụ, phân định lại trật tự thế giới mà ông nói là gì thế? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày hỏi. Mãi cho đến 300 năm trước, Hoa Quốc mới bắt đầu suy tàn, vì Hoa Quốc đang trong tình trạng các cường giả ngoài lãnh thổ liên tiếp đánh bại giặc phía Bắc, các nước khác chiếm ưu thế càng bắt tay lại với nhau chèn ép Hoa Quốc. Chương 2046. Thế nên một khi cường giả ngoài lãnh thổ quay lại lần nữa, Hoa Quốc lại thất bại, còn bị các nước liên hợp lại chèn ép, dù quốc vận Hoa Quốc hưng thịnh, long khí khôi phục nhưng đối mặt với tình hình này, muốn khởi sắc cũng rất khó. Học viện võ thuật lần này là vì chuẩn bị cho các cường giả ngoài lãnh thổ trở về. Cuộc thi giữa các học viên gì đó đều chỉ là che mắt thôi, cuộc thi thật sự chính là trận đấu giữa các cường giả ngoài lãnh thổ. Nghe thế Tiêu Chính Văn trầm giọng nói, cuộc chiến quyết định quốc vận ư. Herod khẽ gật đầu, sau đó lấy một chiếc khiên bỏ túi ra nói, cậu Tiêu, cậu có nhận ra món đồ này không? Tiêu Chính Văn cầm chiếc khiên, nhìn vài lần, chất liệu của tấm khiên này rất đặc biệt, chỉ ít với khoa học kỹ thuật của trái đất hiện nay thì không thể tạo ra. Hơn nữa hình như thứ này có thể ngăn cách tuyệt đối từ trường. Đây là người đại diện ở thế gian của cường giả ngoài lãnh thổ. Tín vật người người đều dùng, gia tộc Rốt chúng tôi cũng không ngoại lệ, 10 gia tộc lớn cũng thế. Thế nên dù cậu Tiêu là cường giả cảnh giới thiên thần thì ở trong học viện võ thuật cũng phải cẩn thận, có một số người không thể đắc tội. Herod kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiêu Chính Văn gật đầu, tin tức anh biết được từ chỗ Herod quả thật cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, Âu Lục đã chuẩn bị trận quyết đấu cho các cường giả ngoài lãnh thổ quay về từ lâu rồi. Nhưng Hoa Quốc vẫn bị che mắt. Vô cùng nham hiểm, ông cụ, đã chuẩn bị xong bữa tiệc rồi, mời ông và cậu Tiêu nhập tiệc. Ma Sâu cung kính bước vào phòng khách, nhỏ giọng nói. Herod đứng lên nói, cậu Tiêu, mời. Mọi người đi đến sảnh lớn bữa tiệc trên tầng cao nhất. Lúc này xung quanh đã có không ít những người ở thế hệ trẻ của gia tộc Rốt. Herod và Tiêu Chính Văn vừa bước vào sảnh lớn, mọi người đồng loạt đứng lên chào Tiêu Chính Văn. Nhìn tình hình này chắc hẳn là do Herod cố ý sắp xếp. Dù sao tiếp xúc với những người như Tiêu Chính Văn cũng có lợi cho thế hệ trẻ của gia tộc Rốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, Herod giới thiệu với Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn tỏ ý mong sau này Tiêu Chính Văn có thể quan tâm đến thế hệ trẻ gia tộc Rốt nhiều hơn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nhưng vẫn còn nhớ những chuyện liên quan đến ngoài lãnh thổ mà Herod nói lúc nãy. Trước đây Tiêu Chính Văn cũng từng tìm hiểu từ chỗ thủ trưởng, bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ đều là chiến trường tu la, có giết bằng vũ khí lạnh, cũng có hủy diệt bằng vũ khí nóng. Nhưng chưa từng nghe nói ngoài lãnh thổ có sự tồn tại cao hơn cường giả cảnh giới thiên thần một bậc. Chương 2047. Càng chưa từng nghe nói thế lực ngoài lãnh thổ có thể tung hoành khắp thế giới. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Lúc Tiêu Chính Văn được mời đến phòng khách lần nữa thì mới nhắc lại chuyện chiến trường ngoài lãnh thổ. Herod thở dài nói, cậu Tiêu, bốn chiến trường lớn mà cậu nói thật ra là bốn lối vào lớn ngoài lãnh thổ thực chất không phải là bốn chiến trường lớn. Đó là một vùng đất rộng lớn, cường giả ở đó cực kỳ nhiều, tôi tin chắc cậu Tiêu có thể nhận ra thứ này. Herod lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong két sắt ra rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Nhận lấy hộp gỗ nhỏ này, Tiêu Chính Văn hơi cau mày. Sau khi mở ra, một món đồ ở bên trong khiến con người Tiêu Chính Văn co rút. Đây là một cúc áo giáp. Hơn nữa là cúc áo giáp từ hàng nghìn năm trước. Trên đó có khắc một chữ hạng. Theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, trong lịch sử chỉ có một người có cúc áo giáp này thôi, đó chính là Hạng Vương vô cùng kiêu ngạo. Hạng Vũ tuổi còn trẻ nhưng đã bất khả chiến bại trên thế giới. Thế nên áo giáp chiến của ông ấy cũng khác với mọi người, trên mỗi cúc áo giáp đều khắc một chữ hạng. Đây là ký hiệu độc nhất của Hạng Vương. Mà cúc áo giáp Herod đưa cho anh không hề vương chút hơi thở bùn đất nào, ngược lại giống một cúc áo mới hơn.
Nhìn thấy cúc áo giáp này, Tiêu Chính Văn nhíu mày càng chặt. Ông cụ, đây chắc hẳn là đồ vật của Hạng Vũ ở Hoa Quốc tôi, nhưng, hình như thứ này không phải là văn vật được khai quật. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị hỏi. Herod mỉm cười nói, tôi tình cờ có được nó vào 4 năm trước, tất nhiên không phải là văn vật, món đồ này đến từ ngoài lãnh thổ. Vãi, Tiêu Chính Văn thấy ớn lạnh, từ ngoài lãnh thổ, thế chẳng phải có nghĩa là Hạng Vũ vẫn luôn ở đó. Lượng tin tức của câu nói này quả thật vượt xa toàn bộ nhận thức trước đó của Tiêu Chính Văn. Phái Quang Minh, ngoài lãnh thổ, mỗi lần đều khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy mình thật nhỏ bé, thế giới này bí ẩn đến mức nào. Nói cách khác, những người này vẫn luôn ở ngoài lãnh thổ chứ không ở thế giới hiện thực. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Alexon vẫn sống rất khỏe mạnh, Thành Vương Tư chưa từng qua đời, cường giả Hoa Quốc cũng vẫn luôn ở đó, chỉ là thế giới họ sống khác hẳn với chúng ta mà thôi. Nhưng họ có thể ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng không được để bất kỳ ai biết được cuộc nói chuyện hôm nay của tôi và cậu Tiêu, nếu không sẽ gây ra đại loạn. Chương 2048. Ở Âu Lục cũng có số ít tộc trưởng của mấy gia tộc chúng tôi biết chuyện, tin chắc Hoa Quốc cũng có người biết. Nhưng bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn thế giới sẽ rơi vào một cuộc hỗn loạn chưa từng có. Herod thành khẩn nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, thế thì chuyện của học viện võ thuật rất dễ hiểu. Có lẽ cường giả Hoa Quốc gặp phải rắc rối gì đó ở ngoài lãnh thổ mới cho các cường giả của nước khác có cơ hội lẻn vào Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cũng có thể đoán được mục đích của những người này. Di tích Long tộc. Hai người nói chuyện đến đêm khuya, Herod mới đứng lên bảo quản gia dẫn Tiêu Chính Văn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, xe chuyên dụng của gia tộc Rốt đưa Tiêu Chính Văn về lại khách sạn Ritz. Mặc dù hai người chưa đạt được thỏa thuận nào nhưng giữa hai bên đã có mối liên hệ bước đầu. Herod cũng không giấu giếm Tiêu Chính Văn gì cả, thậm chí ngay cả vài tin tức nội bộ đủ để làm chấn động thế giới cũng nói hết cho anh. Đến khi tiễn Tiêu Chính Văn đi rồi, Emily mới đến cạnh Herod nói, ông nội, hôm qua ông nói cho Tiêu Chính Văn nhiều bí mật như thế sẽ không ảnh hưởng không tốt cho gia tộc chúng ta chứ. Herod lắc đầu nói, cháu gái ngốc. Lẽ nào cháu vẫn chưa nhìn ra thế giới bây giờ sắp bước vào một sự thay đổi lớn à? Mấy cường giả ngoài lãnh thổ đó một lòng muốn nuốt chửng Hoa Quốc. Nhưng mấy ngàn năm trở lại đây, biết bao nhiêu người có ý đồ này, có biết bao nhiêu người làm việc đó nhưng cuối cùng thì sao? Hoa Quốc vẫn hưng thịnh. Chúng ta đang ở Âu Lục nhưng gia tộc chúng ta có thể duy trì được đến ngày hôm nay là vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ mình là người Âu Lục. Vừa nói, Herod vừa lấy một mũi tên ra nắm chặt trong tay. Nếu Tiêu Chính Văn nhìn thấy mũi tên này chắc chắn có thể nhận ra đó là vật tín của vua Hung Nô. Chúng ta không phải là người Âu Lục ư. Emily kinh ngạc nhìn Herod. Hơn 1.000 năm trước tổ tiên chúng ta dẫn bộ tộc đến vùng đất này, còn chinh phục được nơi này, gia tộc chúng ta là phân nhánh của Hung Nô nên chúng ta không phải là người gốc Âu Lục. Thời gian chưa bao giờ lên tiếng nhưng có thể khiến tất cả mờ nhạt. Đến bây giờ không ai biết nguồn gốc thật sự của chúng ta, nhưng bản thân chúng ta phải luôn nhớ chúng ta không thuộc về nơi này. Tương lai gia tộc còn phải dựa vào cháu, cháu là niềm hy vọng duy nhất của gia tộc chúng ta, thế nên có vài chuyện cháu nên biết. Tuy rằng Tiêu Chính Văn đến từ Hoa Quốc, nhưng lại có chung nguồn gốc với chúng ta, qua lại với cậu ta mới là lối ra thật sự của gia tộc chúng ta. Trong 100 năm sau này, thế giới chắc chắn sẽ xáo trộn lần nữa, không ai có thể đảm bảo rằng Hoa Quốc sẽ không bộc lộ tài năng. Herod nhìn về phía đằng xa nói. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn vừa về đến căn phòng Tổng thống mà Trần Khai Quốc sắp xếp cho anh, phục vụ là một người thanh niên bước đến cửa phòng với khuôn mặt sưng húp, đầu còn quấn băng gạc. Anh Tiêu, có một người tên là Phiêu Ân mong được anh tiếp đón. Chương 2049. Người phục vụ đứng ở cửa nói với Tiêu Chính Văn trong phòng. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, Phiêu Ân tìm mình làm gì thế? Cho hắn vào đi. Không lâu sau, Phiêu Ân thận trọng bước vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn, hắn đã quỳ xuống đất. Anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm, tôi cố ý đến để xin lỗi anh. Thấy Phiêu Ân cung kính với mình như thế, Tiêu Chính Văn xua tay nói, đứng lên đi. Phiêu Ân vừa đứng dậy vừa lấy một tấm thẻ màu xanh nhạt trong túi ra, hai tay đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn, anh Tiêu,
không biết anh từng nghe nói đến Học viện Võ thuật Âu Lục chưa? Chỗ tôi có một tấm thiệp mời. Nếu anh Tiêu không chê thì tôi sẵn lòng đưa nó bằng hai tay cho anh. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn tấm thiệp mời, giống hệt với tấm thẻ mà Emily đưa cho anh một ngày trước đó, nhưng cũng hơi khác, đó là thiếu ký hiệu tấm khiên. Hiển nhiên hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Tôi đã có rồi. Tiêu Chính Văn lấy tấm thiệp mời màu xanh nhạt mà Emily tặng cho anh ra, sau đó lắc trong tay. Nhìn tấm thiệp mời trong tay Tiêu Chính Văn, Phiêu Ân giật mình, sau đó cười gượng gạo. Người muốn nịnh bợ những người giống Tiêu Chính Văn không phải là ít. Thế là hắn tiến lên trước một bước cung kính nói, anh Tiêu, ngoài thiệp mời, tôi còn một phần quà muốn tặng anh. Chương 2050. Dứt lời, Phiêu Ân lấy một tấm khiên bỏ túi từ trên người ra rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính nói, anh Tiêu, đây là tín vật đặc biệt mà người lớn trong gia tộc đưa cho tôi. Tôi cũng không rõ cụ thể có tác dụng gì, nhưng theo tôi biết bọn tôi có thể vào được tòa trận pháp của Học viện Võ thuật, tùy ý chọn các trận pháp bên trong để học. Tiêu Chính Văn cười mỉm, sau đó lấy tấm khiên nhỏ mà Herod tặng cho anh ra nói, hình như tôi cũng có thứ này rồi. Hơn nữa chiếc khiên nhỏ này của Tiêu Chính Văn cao hơn của Phiêu Ân một bậc. Đây, Phiêu Ân nhất thời ngây người đứng đó. Tiêu Chính Văn không phải là người Âu Lục, sao lại có thứ này? Lúc người lớn trong gia tộc Canter đưa chiếc khiên cho hắn đã nói rất rõ với hắn rằng đây là tín vật đặc biệt chỉ có nhân tài trong 10 gia tộc lớn mới có. Hơn nữa lần này 10 gia tộc lớn đều cử tất cả nhân tài trong thế hệ trẻ đến, mục đích là đến tòa trận pháp tranh đoạt trận pháp được lưu truyền từ hàng ngàn năm trước. Nghe nói trong đó có vài trận pháp đã bị thất truyền từ mấy trăm năm. Cách duy nhất để vào tòa trận pháp là có tín vật đặc biệt này. Sau tình huống gượng gạo đó, Phiêu Ân đảo mắt cất tín vật vào, tiến đến gần Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, chắc anh vẫn không biết công dụng của tín vật này nhỉ. Chúng tôi có thể dựa vào tín vật này để vào tòa trận pháp, nghe nói trong đó có tất cả các trận pháp đã thất truyền hàng ngàn năm của Âu Lục. Nghe nói vài trận pháp còn có thể làm chúng ta mau chóng đột phá cảnh giới thiên thần. Tất nhiên anh đã là cường giả thiên thần rồi nhưng tôi tin chắc sẽ có lợi với anh. Những thứ như trận pháp không bao giờ có giới hạn. Bất kể là cảnh giới thiên vương hay cảnh giới thiên thần, hoặc là cảnh giới cao hơn đều cần dùng đến trận pháp. Không chỉ là tăng sức công kích cho mình mà vài trận pháp còn có công dụng phòng vệ vô cùng tuyệt vời. Thử nghĩ mà xem, có thể thoải mái hóa giải mọi đòn tấn công của đối phương thì mình đã đứng ở thế thượng phong rồi. Có nhiều người đi tìm di tích long tộc cũng chính vì mục đích này. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Herod chưa nhắc đến những điều Phiêu Ân vừa nói với anh. Về trận pháp, mặc dù Âu Lục không phổ biến như Hoa Quốc nhưng dù sao cũng là một thế lực lớn mạnh ở một phương. 1000 năm trở lại đây, Âu Lục và Hoa Quốc giao tranh liên tục, hai bên đều phân tranh thắng thua, mãi đến thế hệ Thành Vương Tư mới gần như diệt vong Âu Lục. Nhưng lúc đó cũng chính là thời điểm trận pháp Hoa Quốc hưng thịnh nhất. Nhưng kể từ sau Thành Vương Tư qua đời, Hoa Quốc cũng sa sút. Vô số trận pháp đều lưu lạc đến Âu Lục và Phi Lục, biến mất ở Hoa Quốc kể từ đó. Ồ, Học viện Võ thuật còn có tòa trận pháp à? Tiêu Chính Văn tò mò hỏi. Thấy Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng động lòng, Phiêu Ân vội vàng nhân lúc này tiến đến gần, đúng thế, anh Tiêu, đây là một bí mật cực lớn, theo tôi biết rất nhiều trận pháp thất truyền đã lâu đều ở trong tòa trận pháp. Tôi nghe nói còn rất nhiều trận pháp đến từ Hoa Quốc, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở Âu Lục. Hơn nữa tôi nghe các cụ trong gia tộc nói, năm đó Andre vì một cơ duyên tình cờ mà có được một trận pháp bí mật, sau đó mới một bước trở thành cường giả cảnh giới thiên thần. Hơn nữa trận pháp đó chính là một phần trong trận pháp bí mật thời cổ xưa của Hoa Quốc. Nghe hắn nói thế, Tiêu Chính Văn hơi sửng sốt. Anh từng đánh nhau với Andre, trận pháp mà Andre sử dụng quả thật khiến Tiêu Chính Văn có cảm giác như đã thấy ở đâu đó. Hiệu quả khác xa tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Tiêu Chính Văn lại hỏi Phiêu Ân vài chi tiết, nhưng dù sao nội dung hắn biết được cũng có hạn. Nếu anh Tiêu thích thú thì tối nay tôi có thể dẫn anh Tiêu đến tòa trận pháp xem thử, trận pháp đã cất giữ bên trong có thể ưu tiên cho anh Tiêu chọn. Đây cũng xem như một phần quà rồi. Đừng nói là học viên đến từ khắp nơi trên thế giới, dù là giáo viên của Học viện Võ thuật cũng không có đặc quyền này. Phiêu Ân làm như thế cũng phạm vào vài nội quy nội bộ của học viện.
nhưng vì nịnh nọt Tiêu Chính Văn, hắn đã không còn quan tâm nhiều đến thế nữa. Lần này hắn khiến gia tộc tổn thất 1.000 tấn vàng, không có chỗ dựa lớn thì chẳng mấy chốc hắn sẽ bị gia tộc đuổi đi. Cũng được, anh đi chuẩn bị đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tiêu Chính Văn thật sự có hứng thú với việc đến tòa trận pháp này. Cùng lúc đó, trong ký túc xá học sinh của Học viện Võ thuật ở thủ đô nước Phá Lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.